Chị em nào đang thấy cái like của Nguyên chấm lên cho Hương xin một vài giúp tương tác nhé. Ngày hôm nay Hương sẽ xả toàn bộ luôn. Những cái mã nào lẻ size lẻ mẫu Hương sẽ sale luôn cho tất cả chị em mình. Nên là mỗi chị em vào xem like cố gắng chấm tương tác lên cho Nhật Nguyên nhé. Có rất là nhiều mã quần jean nè, áo phông các kiểu nhé, dài, túi. Nói chung là ngày hôm nay là một cái like xả kho nhá. Nên là chị em nào đang xem like cố gắng chấm lên cho Nhật Nguyên xin một vài chấm tương tác nhé. Đấy, Hương sẽ lên luôn, lên không có sớm lắm, định 8 giờ lên nhưng mà lên không có sớm lắm nên là mình sẽ lên luôn cho chị em mình luôn trên live này. Mỗi chị em mình xem live chấm lên cho nhà Nguyên xin một vài chấm tương tác để biết là chị em mình đang theo dõi cái live của nhà Nguyên nhé. Chấm lên cho Nguyên xin đầu live sẽ lên luôn cho chị em mình những cái mã quần riêng lẻ size. Sale luôn cho chị em mình tầm 5 con nhá. Tầm 5 con với giá 59k được chưa? 59k nên là chị em mình ưa cái size nào thì lên nhanh tay luôn cho nhà Nguyên nhé. 5 con thôi cho nhanh, 5 chị em nào nhanh tay luôn cho nhà Nguyên nè. Đó, mỗi chị em mình xem like cố gắng chấm lên cho nhà Nguyên xin một vài chấm tương tác nhé. Tăng view cho nhà Nguyên tí xíu sẽ bắt đầu lên luôn cho chị em mình luôn. Tối nay có lên áo gió, chờ một tí xíu nhé. Áo gió thì lên sau, sẽ lên những cái mã hàng lẻ size của nhà Nguyên trước nhé. Những cái mã hàng lẻ size sẽ dọn xả kho luôn. Đó, và chỉ sale duy nhất trên like thôi. Chị chỉ sale duy nhất trên like nhá. Đây là chị em mình tranh thủ sẽ sale luôn cho chị em mình những cái mã riêng trước, những cái mã riêng lẻ size và đầu live sale luôn cho chị em mình là 59k. Được chưa? Đầu live sale cho chị em mình là 59k toàn bộ. Mạng yếu quá, Nguyễn Thị Tuyết Nga yếu quá hả chị? Mờ quá hả chị? Mờ hay sao ấy chị Nguyễn Thị Tuyết Nga ơi. Đây mình sẽ lên luôn cho chị em mình trên live đây. Được chưa? Mình sẽ lên luôn cho chị em mình con đầu tiên sale luôn cho chị em mình toàn bộ những cái mã quần riêng đây là hàng lẻ size nhá. Sale luôn cho chị em mình 59k cho 5 chị em nào nhanh tay nhất nhé. 5 con đầu tiên sẽ được sale với giá 59k và chị em mình xem like cố gắng chấm lên nhé. Chấm lên cho con xin một vài chấm tương tác con sẽ lên luôn cho chị em mình trên like được chưa. Đấy, chị Trần Hà có chị có rất là nhiều mã nhé. Ngày hôm nay nói chung là cái like này là cái like gọi là like tổng hợp. Đó, cái gì cũng sale hết, sale dọn kho những cái mã lại sai. Được chưa? Con sẽ lên luôn cho chị em mình mã đầu tiên nhé. Lên cho chị em mình mã đầu tiên, sẽ móc vào cho chị em mình xem phôn giá của quần luôn nè. Cho chị em mình xem phôn giá nhé. Sale 59k, được chưa? 59k cho 5 con đầu tiên thôi nhá. Nên là chị em mình nhanh tay nè. Còn lại, cái này là xả lộ rất là nhiều, được chưa? Nên là chị áo nguyên mặt có có Vương Huỳnh tí xíu nữa nhé. Có, Nguyên bán là nguyên một set luôn, vừa áo vừa quần, được chưa? Con đầu tiên lên giúp Nguyên size này, size 28 nè. Size 28 lên giúp Nguyên là một cái quần lưng cao như thế này. Cái này mang rất là đẹp này. Phần nút như thế này nhá. Lên cho Nguyên mã này 59k nhá. 59k cho con quần đầu tiên lên giúp Nguyên là 59k. Kèm size này là size 28 lên giúp Nguyên này. 59k size 28 nhá. Lên nhanh tay luôn cho nhà Nguyên này. 59k size 28 kèm luôn cho Nguyên số điện thoại, được chưa? 59k chị nhá. Đấy, Nguyên sẽ sale 5 con đầu tiên. 5 con đầu tiên với giá 58k mã như Nguyên đang mang gồm một set luôn, vừa áo vừa quần luôn, tí xíu nữa Nguyên cũng sale luôn cho chị em mình luôn. Gọi là cái sale này gọi là cái sale live tổng hợp, cái gì cũng sale hết. Tại vì những cái mã lẻ size Nguyên sẽ sale nó luôn cho chị em mình nhá. Lên con này 59k con đầu tiên luôn cho nhà Nguyên này. Con đầu tiên 59k lên giúp Nguyên nhá. Xem cái này là quần gì? Một cái quần riêng nam nè. Một cái quần riêng nam này, size này, size 28 nhé. Quần riêng nam size 28 bao nhiêu ký mang vừa cái form. Cái này là form chuẩn rồi. Chị em mình hai mang size 28 ấy, giờ mở ra cũng rất là lâu nhá. Lên size 28 nhá, 59k. Lên luôn cho nhà Nguyên con tiếp theo của nam là size 28. Một cái mã quần riêng rất nhẹ như thế này nhá. Rất nhẹ như thế này, lên cho Nguyên mã riêng 28. Riêng 28 lên kèm luôn cho Nguyên số điện thoại nhá. 28, 59k nhá, đồng giá 29k anh nhằm 59k cho 3 5 con đầu tiên, được chưa? Đấy. Rồi ok chị Thúy Hạnh nè. Ok chị Thúy Hạnh con đầu tiên nhá. Ok chị Thúy Hạnh, lên giúp Nguyên số điện thoại nhá. Lên giúp Nguyên số điện thoại nè. 59k na trà lựu. Na trà lựu là cái đó là chốt rồi, còn một cái của nam nhá. Còn một cái của nam size 28. Đó, một cái này là của nam size 28, 59k, được chưa? Rồi lên tiếp theo con thứ ba cho chị em mình luôn. Lên tiếp theo con thứ ba luôn cho chị em mình nè. Đó, chị em mình thích size nào mình sẽ lên trước size đó cho chị em mình nhé. 59k đồng giá hàng này là hàng lẻ size thôi. Hàng mới 100% hàng lẻ size nhé. Bao nhiêu ký mang vừa mã nào đấy chị Tâm Nguyễn nhé. Chị đang hỏi mã nào. Lên cho Nguyên con tiếp theo 59k nè. Dạng size 27 nhé, size 27. Form này nó, form hàng xung này nó sẽ hơi nhỏ một tí xíu.
Nên là những chị em nào size 27 cũng dưới 50kg nhé. Dưới 50kg vừa con này luôn cho nhà Nguyên nè. Len giúp Nguyên size này size 27 nhé. Đó, len giúp Nguyên mã này size 27, dạng rất nhẹ như thế này. Những chị em nào đang xem live trên trang cá nhân hoặc trên bếp cố gắng chấm lên cho nhà Nguyên nhé. Chấm lên cho nhà Nguyên xin một vài chấm tương tác nè. Đấy, len giúp Nguyên con này size 27 sale quần nam em. Quần nam em size 28 đó chị. Nam thì Nguyên cũng không rõ lắm, tự nhiên nó lọt vào con quần nam. Lọt vào con quần nam nhưng không biết rõ cái này size 28 chuẩn size, chắc là chuẩn size đây. Thôi chắc Nguyên cũng không thử, không biết là cái này tự nhiên nó lọt ở đâu vào một con 28 nhá. Ưa size 28 thì lên thôi, giờ hỏi không bao nhiêu ký cái mã này không biết là quần, tại vì quần này là quần nam nhá. Tại vì quần này là quần nam, không biết là cái size chuẩn của nó là như thế nào. Thì cho lên tiếp theo con, nãy giờ đang lên con nào size 28? Đang lên dở con nào size 28? Chờ một xíu nhá. Đang lên dở con đây, size 27 chứ. Đây, len giữa con này size 27 nhé. Len giúp Nguyên con này size 27, 59k nhé. 59k kèm luôn cho nhà Nguyên size 27, kèm luôn cho Nguyên số điện thoại nhé. Đó, con thứ 3 sẽ được chốt với giá 59k, chị em mình nhanh tay nhé. Hàng này hàng mới 100% size 27 nè. Form này nó hơi nhỏ nhé. Form quần này nó hơi nhỏ nên size này dưới 50kg là mau ok nhé. Form quần này dưới 50kg là mau ok, len cho nhà Nguyên nè. À, Nguyên nói rồi, cái này là dưới những cái nào là có size luôn, có cỡ cân nặng thì Nguyên sẽ đọc luôn, chị em mình chốt nhanh tay thôi nhá. À, Na Trần Lưu mình lên số điện, Na Trần Lưu và lên số điện thoại mình lấy cái gì nhá. À, rồi ok, chốt cho cỏ ba lá này. Quần nam có co giãn không em? Co giãn chị ơi nhá. Rồi ok, chốt cho cỏ ba lá cái mã này. Đó, lên nhanh tay luôn cho nhà Nguyên, Nguyên sẽ lên con tiếp theo nhá. Co giãn chị nhá. Đây quần nam của nhà Nguyên nè. Hàng co giãn nè, rất là dài nhá, đồng giá 59k nhá. 59k hàng co giãn tốt nha chị Tâm Trương nhá. Đấy, con sẽ lên con thứ mấy rồi? Con thứ tư với giá 59k nhá. Con sẽ lên con thứ tư với giá 59k, chị em mình nhanh tay. Tối ngày hôm nay có rất là nhiều mã sẽ được tính áp dụng giá xả kho nhá. Lên tiếp theo luôn cho Nguyên size 26 nè. Những chị em nào dưới 46kg thôi nhá, form này nhỏ nhá, chị lấy quần nam chị Tâm Trương lên cho Nguyên số điện thoại được chưa? Lên giúp Nguyên là mã quần nam, mã quần 59 của nam, lên kèm luôn cho nhà Nguyên số điện thoại nhé. Đấy, lên tiếp theo cho Nguyên là con là size 26. Form này chị em nào dưới 45kg là mang ok nhá. Form này nó hơi nhỏ một tí xíu nè. Dạng nó sẽ một tí xíu như thế này. Có quần 62kg mặc vừa không? Chứ là không, form này Nguyên chủ yếu là còn size nhỏ thôi chị Phạm Thu Hiền ơi nhá. Phạm Thị Hiền chỉ còn size nhỏ thôi. Đó, lên giúp Nguyên con này size 26, form này dưới 6 dưới 45kg là mang vừa, 26 dưới 45 coi giảm rất là sướng nhá. 59k chị ơi được chưa? Lên chị Tâm Trương lái thì lên cho Nguyên số điện thoại, không có số điện thoại không chốt nhá. Chị Tuyết Mây có, chị Tuyết Mây còn, chờ một tí xíu, chờ một tí xíu nhá. Đấy rồi ok, lên cho Nguyên rõ ok, chốt cho chị Tâm Trương nè con đó nhé. Lên tiếp theo cho Nguyên con này size 26 dưới 45kg là mang vừa nhé. Size 26 dưới 45kg là mang vừa đó, chị em mình lên nhanh tay thôi. Nguyên sẽ qua con khác nhé, lên nhanh còn một vài, lên cho chị em mình một vài mã đấy, sale giá 59k nhá. Con tiếp theo con này size luôn cho chị em mình size 29 nhá. Size 29 lên cho nhà Nguyên nè, form size 29 lên cho nhà Nguyên nhé. Toàn bộ là quần cái dạng như thế này, quần baggy như thế này nhé, rất rách như thế này nhé. Ngăn KB à, rồi ok, ngăn KB size 26 nè. Ok, chốt cho ngăn KB size 26 rồi ok nhé. Tiếp theo lên cho Nguyên con này size 29 lên cho nhà Nguyên nè. Chị em nhìn cho Nguyên chắc riêng nè, co giãn rất là sướng nhá. Mỗi chị em mình xem like cố gắng chấm lên cho nhà Nguyên nhá. Ok, ngăn KB chốt rồi, ngăn KB chốt một con rồi nhá. Cứ nhắn tin qua cho nhà Nguyên được chưa. Lên tiếp Nguyên con này size 29 lên giúp Nguyên nhá. 59k, tại vì những cái mã này lẻ size Nguyên sẽ sale luôn cho chị em mình mấy con thôi, mấy con đầu like với giá 59k. Lên giúp Nguyên nè. À, rồi ok, cho chị Tâm Trương luôn nhá, size 29 được cho, size 29 lên cho nhà Nguyên chị Tâm Trương một con nữa thôi nhá. Một con nữa được sale với giá 59k, chị em mình nhanh tay lên cho nhà Nguyên nè. Một con nữa với giá 59k còn rất là ít, riêng những mã quần riêng này lẻ size nên còn rất là ít nhá. Đấy, lẻ size nên Nguyên còn rất là ít. Size này size 26 lên giúp Nguyên nè. Size 26 lên giúp Nguyên, form này dưới 45kg nhá. Form này dưới 45kg, chị em nhìn kỹ nè, Nguyên sẽ đứng lên cho chị em nhìn form này. Cái mã này nó co giãn sướng, chị em mình mang rất là sướng, rất là nhẹ. Vừa rồi là Nguyên có bán con nào với giá bao nhiêu? 120 thôi. Bình thường là Nguyên bán 120 là quá là rẻ rồi. Còn trên cái like ngày hôm nay coi như là lẻ size, Nguyên xả coi như nửa vốn hết, đủ giá hết. Nên là chị em mình nhanh tay nhá. Đó, lên giúp Nguyên con này size 26, form này dưới
45 kg làm ăn ok nhá. Dưới 4 chị em nhìn kỹ luôn cho nguyên chất riêng này. Đó, co giãn rất là sướng và rất là nhẹ nhá. À, chị Trần Mi Mi còn cái này size 28, Nguyên không biết đâu. Chờ một tí xíu nữa. Chờ một tí xíu Nguyên mở ra co thử. Được chưa chị em, mình nhìn cho nguyên chất lên nhá. Lên giúp Nguyên con này size 26, 59k được chưa? À, chị Phương Hằng có chị ơi, nhưng mà chờ một tí xíu đi chứ Nguyên không biết đâu. Nguyên không biết là cái nào, cái nào size nào đâu, tại vì trong này còn đơn xe phải còn bao nhiêu, hai cộng thấy rinh ra hai cộng luôn mà ta. Rồi ok, tôi sẽ chốt cho chị em một con nữa nhá. À, có ba lá size 28 đâu em, đâu có size 28 đâu, size nãy là size 26, có ba lá ơi, lúc nãy là size 26. Chị em mình xem like cố gắng chấm lên cho nhà Nguyên nhé. Nguyên sẽ lên tiếp theo luôn cho chị em một con nữa. Với giá 59k là Nguyên sẽ ngưng giá 59k nhé. Mỗi vị em à, size này cũng 26 luôn. Nguyên sẽ đổi qua cho chị em một con size khác để cho chị em mình có thể săn này. Có thể săn với giá 59k nhé. Nguyên sẽ đổi qua một con size 28. Đây xem còn một con. À còn một con mã ngàn sao này, mã ngàn sao giống lúc nãy đầu like nè. À con này cũng size 28 luôn. Được chưa? Con này cũng size 28 luôn. Đấy cũng sale luôn cho chị em mình 59k con cuối cùng. Con cuối cùng sale giá 59k, những chị em nào được chốt giá sale nhớ lên thông tin luôn cho chồng Nguyên nhé. Đi đơn luôn. Tại vì những cái mã này không cần phải gọi chốt đơn nữa đâu nhá, không cần phải gọi chốt đơn, nên là chị em mình cố gắng lên luôn cho chồng Nguyên thông tin, Nguyên đi đơn luôn được nhé. Đấy, còn một con nữa nè. Giúp như con lúc nãy chị nào chốt đầu like này, chị em nào đang size 28 nhá. Lên cho nhà Nguyên quần, mã quần lưng cao phần đính nút như thế này. Được chưa? Hàng này mang, mã này mang lên rất là đẹp, dạng mã ngàn sao. Bình thường mua một cái quần dài mã ngàn sao vừa rồi thì phải mua một con nè, ở trong shop là 250.000 rồi nhá, cho một cái mã quần dài. Đó, chắc của cái mã ngàn sao này mang rất là sướng nhá. Mang rất là sướng, lên giúp Nguyên con là chị em nhìn cho Nguyên chắc co giãn này. Size 28 lên giúp Nguyên mã ngàn sao nhá. Mã ngàn sao 28 bao nhiêu? Chị đồng giá 59k nhá. Rồi ok, con cuối cùng ngưng chốt luôn cho chị em mình. Rồi ok cho chị Hà Trần nhá. Ngưng chốt luôn cho chị em mình. Ok chị Hà Trần lên giúp Nguyên là mã ngàn sao tí xíu nữa, tại vì kết thúc like Nguyên mới kiểm tra nhá. Nhá. À không, chị chốt cho chị Hà Trần lên trước rồi. Nên là chị em mình lên luôn cho nhà Nguyên này. Chị nào lên trước có số điện thoại là sẽ chốt nhá. Lên giúp Nguyên là mã ngàn sao 28 luôn. Được chưa? Rồi ok, ngưng cho Nguyên mã 59k. 59k còn bao nhiêu Nguyên cũng sale luôn cho chị em, sale nốt. Còn tầm 10 quần thôi, Nguyên sẽ sale luôn cho chị em mình 79k được chưa? Toàn bộ cái này là Nguyên xả dưới vốn hết, nên là chị em mình tranh thủ nhá. Tranh thủ toàn bộ là Nguyên xả dưới vốn với giá 79k. Nguyên xong qua mã quần riêng, Nguyên sẽ qua cái mã Nguyên đang mang nhá. Mã Nguyên đang mang Nguyên cũng dọn xả kho luôn, nên là chị em nào đang thấy cái like của Nguyên thì nhanh tay chia sẻ lên giúp Nguyên nhá. Chia sẻ và lại có xe nữa hả? Rồi ok cho chị Hà Trần nhé. Rồi ok chị Hà Trần, Nguyên sẽ lên tiếp luôn cho chị em mình trên like này. Đó, rất là nhiều mã nhé. Trong cái like này có rất là nhiều mã. Chị em nào đang xem like cố gắng chấm tương tác lên cho nhà Nguyên nhé. Nguyên sẽ bắt đầu lên những cái mã khác. Còn rất là nhiều mã riêng nhé. Còn rất là nhiều mã riêng Nguyên cũng sale luôn cho chị em mình đồng giá 79k trên like. Mã như Nguyên đang mang có bán chị nhá. Tí xíu nữa Nguyên sẽ lên gọi là cái mã này. Nguyên một set vừa áo vừa quần chứ không phải áo không nhá. Nguyên sẽ lên luôn cho chị em mình. Không vô được. Không vô được nè. Không vô được nhá. Nguyên sẽ lên tiếp tục luôn cho chị em mình nè. Nguyên đọc cái mã nào chị em mình lên cho Nguyên mã đó nhá. Đúng mã luôn cho chốt cho nó nhanh, tại vì giờ có một mình Nguyên like thôi. Có một mình Nguyên like nên là Nguyên sẽ bước ra đó từng tí xíu nè. Nguyên sẽ ghi đơn sau, nên là chị em mình cố gắng lên đúng mã cho nhà Nguyên nhá, cho nó khỏi bị nhầm. Lên cho Nguyên mã tiếp theo một con size 29. Một con size 29, một mã trơn size 29 nè. Lên giúp Nguyên mã trơn form quần này mang rất là đẹp. Chị em cứ tin Nguyên đi. Form quần này mang rất là đẹp, rất là nhẹ và co giãn rất là sướng nhá. Lên giúp Nguyên 79k. Form này là size 29 lên cho nhà Nguyên này. Con này size 29 lên cho nhà Nguyên nhá. Đó. Nguyên sẽ lên luôn cho chị em mình, chờ tí xíu nhá. Nguyên sẽ chia sẻ cái like của Nguyên một phát thôi. Chia sẻ cái like của Nguyên một phát, chị em nào đang xem like cố gắng chấm lên cho nhà Nguyên nhá. Cố gắng chấm lên cho nhà Nguyên, xin một vài chấm tương tác. Nguyên sẽ bắt đầu lên luôn cho chị em những cái mã còn lại được chưa? Lên cho chị em những cái mã còn lại tươi luôn. Đấy. Chị Thanh Sương có, chị Thanh Sương nhá. Lên giúp Nguyên mã này, quay qua đi. Quay luôn qua đây, qua hẳn qua đây đi. Qua hẳn qua đây cũng được. Lên giúp Nguyên con này size 29 nhá. Sale 79k còn bao nhiêu là Nguyên dọn xả kho nốt nhá. Rồi ok, cỏ ba lá luôn cái mã này size 29 nhá. Ghi luôn để ghi lên trên cái tag cho nó khỏe hè.
chứ tí xíu nữa không không biết được. Rồi ok, cỏ ba lá luôn mã này nhá, cỏ ba lá ghi lên luôn cái tag cho nó khỏe nè. Chị em mình chắc là chị em mình về cũng vứt cái tag này chứ đâu có làm gì đâu nhớ, nên là ghi luôn trên cái tag này cho nó khỏe, à, tí khỏi phải tìm được chưa. Đấy rồi ok, cỏ ba lá lên tiếp theo luôn cho chị em mình nè, lên tiếp theo luôn cho chị em mình một con, còn rất là ít nhá, còn rất là ít đấy, và chủ yếu là size nhỏ thôi, size 27 nè, form size 27 này sẽ dưới 50 cân nhá, dưới 50 cân à, hăng hăng chào hăng hăng nhá, 50 cân dưới 50 cân sale đồng giá 79k chị ơi, đồng giá 79k cho những cái mẫu quần riêng như thế này. Nói chung là con sale dưới vốn rất là nhiều nhá, sale dưới vốn rất là nhiều, bình thường Nguyên đã bán rẻ hơn ngoài thị trường là Nguyên bán tầm 120 một cái nhá, nhưng mà còn cái này là còn bao nhiêu lại size 27 luôn cho chị nè. Hôm này dưới 50kg là mang ok nhá, con này dưới 50kg mang ok này, dặn một con form sung 79k chị ơi, 79k lên giúp Nguyên size này, size 27 79k nhá, lên giúp Nguyên mã trơn size 27 lên kèm luôn cho nhà Nguyên nè, 79k nhá. Đó, lên nhanh ra luôn cho nhà Nguyên để qua luôn những cái mã khác, Nguyên sẽ lên nhanh luôn cho chị em mình thêm một con 27 nữa nè, cũng một cái mã trơn như lúc nãy nhá, giống một loại mã trơn như lúc nãy. À, em hỏi áo gió loại 180 à, này em xem được không, đây hăng hăng mã mà 180 á, tí xíu nữa mình sẽ like đặt, à mình sẽ sale nhá, đặt luôn trên like, mình sẽ sale luôn cho chị em vì mã 185 chứ bình thường mình còn rất là ít, còn mấy mẫu thôi, còn mấy cái mình sẽ sale luôn cho chị em mình luôn, nên là chị em mình cứ chấm tương tác luôn cho nhà Nguyên và những cái mã mà Nguyên sale. Nguyên xe tí xíu nữa, những cái mã áo gió Nguyên xe là chỉ áp dụng cho những chị em là chia sẻ cái like của nhà Nguyên đó. Thôi ba. Này, này, bồng vô đi. Ở ngoài này ồ. Bồng vô đã. Có xe rồi mà còn khóc nữa. Nhá, rồi ok cho chị Tâm Tình xe 27, hình như là chị Tâm Tình. Chị Tâm Tình hình như lúc chiều có đơn luôn cho nhà Nguyên rồi đúng không? Có đơn áo len rồi đúng không? Rồi ok cho chị Tâm Tình dồn đơn nhá. Tâm Tình dồn đơn, hình như là lúc chiều chị có hai áo rồi đúng không chị Tâm Tình nhá, có hai áo rồi ok chị nè. Đấy Nguyên sẽ lên tiếp theo luôn cho chị em mình nhá, có hai con 27, mã này sẽ có con hai con 27 nè, chị em nào chưa chốt mã được mã này cứ lên nhá. Đấy rồi ok, dồn đơn cho chị Tâm Tình rồi, Nguyên sẽ lên con tiếp theo luôn cho chị em mình đồng giá 79k. Con tiếp theo là một mã quần rách, size này là size 29 nhá, mã quần rách size 29. À, đây cái mã là mã 185 bình thường của nhà Nguyên nè chị à. Nè hăng hăng ơi nhá, tí xíu nữa Nguyên sẽ lên à, chiều nhé chị. Rồi ok nhá, mình có đơn rồi Nguyên sẽ dòng đơn nhá. Tiếp theo lên cho nhà Nguyên một con quần size 29 nè, form dạng à, rất nhẹ như thế này nhá, lên giúp Nguyên con này size 29 79k nhá, 79k nên là chị em mình nhanh tay này, form này nó cũng nhỏ chứ nó không to đâu, form này cũng nhỏ chứ không to nhá, 29 form này cho những chị em nào tầm dưới 55 thôi, dưới 55 56 thôi nhá, chắc là như thế tại vì form này nó co giãn sướng này đó, dưới 55 56 thôi nhá, lên giúp Nguyên con này size 29 nhá, mã rách size 29, size 27 còn một con chị ơi nhá, size 27 còn một con, cái mã rách size 29 nè, còn rất là ít, còn tầm 4-5 con thôi. Ủa nhớ còn nhiều lắm mà ta, à, riêng Nguyên nhớ còn nhiều lắm, sau đây còn có ít như thế này nhá. Tiếp theo cho Nguyên con này rất là đẹp nhưng mà à, size bao nhiêu á chị, size bao nhiêu, size bao nhiêu á, tí xíu nữa trên like Nguyên sẽ sale luôn cho chị em mình nhá, và chị áp dụng cho những chị em nào chia sẻ like thôi, tại vì mã này còn rất là ít, tí xíu nữa mã đó Nguyên sẽ sale luôn cho chị em mình là 169k nhá, sale trên like 169k, like áo ấm đi chị ơi, Nguyễn Thị Tuyết Nga like áo ấm á, tí xíu nữa Nguyên sẽ like nhá, chốt áo len trễ vai với cái quần này nữa. À, Tâm Tình hình như là Nguyên nhớ là có hai cái chứ, mình có hai đơn của mình có hai cái, like áo gió chờ một tí xíu, chờ một tí xíu nhá. À, lái cho chị nha Nguyên, rồi ok chị Lê Hạnh size 29 đúng không, và chị Phạm Thùy Linh size đúng rồi chị nhá, chị Lê Hạnh mình lái size 29 hả chị, hay là lái cái gì, chị Lê Hạnh cái này đúng không, ok thì để Nguyên chừa nhá, có size 26 không chị, có của Út chờ một tí xíu Nguyên sẽ lên, còn rất còn nhiều, Nguyên thấy chủ yếu là size 26 27 thôi nhá, chị Lê Hạnh lái size 29 hay là cái gì để Nguyên chừa nhá. Dạ lưng cao chị ơi, áo gió chờ một tí xíu, xong những cái mã này Nguyên sẽ lên áo gió luôn cho chị em mình luôn. À, mã Nguyên đang mang có nhá, mã Nguyên đang mang có rất là nhiều họa tiết, và tí xíu nữa còn rất là ít, Nguyên cũng sale luôn trên like luôn cho chị em mình, gọi là cái like ngày hôm nay là like sale tổng hợp, nên là chị em mình cố gắng nhá. Đó chị Lê Hạnh lấy thì Nguyên mới chừa, đó size 29
19 nhá. Tiếp theo sẽ lên luôn cho chị em mình nè. À, cô Úc size 26 nè. Con này rất là đẹp nhưng mà cái phone nó hơi nhỏ nhá. Size 26 lên cho nhà Nguyên nè. Đó, vừa rồi như là có người chị nào chốt rồi cái mã này. Dạ, toàn đa số là những cái mã này luôn, lưng cao chị ở bếp kia lưng cao nhá. Lên cho Nguyên còn shop con này một con size 26 nè. Lên cô Úc size 26 nhá. À, hăng hăng mình lên cái gì nhá, lấy mày màu hồng size M lên cho Nguyên là mã hàng vân nhá, cái mà em vừa cầm đó rồi. Ok cho chị Lê Hạnh nè, ok chị Lê Hạnh nhá, cái này đúng chưa, size 29 đúng chưa, ok chị Lê Hạnh nè đấy. Rồi ok em sẽ lên tiếp theo, em inbox cho chị nha. Rồi ok hăng hăng nhá, ok hăng hăng. Rồi ok cho chị Lê Hạnh nè, được chưa? Còn chị đây đa số thì là giờ hiện tại còn giờ là size 26. À, tâm tình được chốt cái áo mèo may mắn mà không được mèo may mắn. Nguyên nhớ để tí xíu nữa Nguyên hoặc là inbox qua cho Nguyên nhé. Bao nhiêu quần vậy? Đồng giá 79k nha chị Việt Trần Lê nhé. Hăng hăng size 27, size 26 này hăng hăng nhé. Size 26 nhé, đồng giá 79k, cái này người ta theo luôn cho chị em mình. Một cái mặt người như thế này luôn. Cái mặt này là người ta gọi là cái chi cũng không nhớ nữa nhá. Thường gặp cái mặt này lắm nhưng mà tự nhiên không nhớ. Đấy, lên cho Nguyên mã này mặt người size 26 nhá. Mặt người size 26 lên giúp Nguyên này. Đó chị em nhìn kỹ form này size 26 nhá. 79k đồng giá nhá. Bao nhiêu á chị? Cô Út nãy giờ Nguyên đang sale đồng giá mã riêng là 79k nhá. 79k luôn cho nhà Nguyên nè. ATTN áo khoác len. Xong mà sale áo khoác len đi chị. An TTN em làm gì mà toàn áo khoác len, đặt toàn hỏi áo khoác len, áo khoác len chị nhiều lắm nhá. Áo len với áo khoác thì còn ít, áo len chủ yếu là áo len nhá. 79k cô Út ơi. Đấy, ai lấy size này lên cho Nguyên mã mặt người 79k. Và còn nó luôn cho chị em mình hai cái nữa. Còn nó luôn cho chị em mình hai cái nữa. Cái này Nguyên coi size bao nhiêu. Size bao nhiêu, một hai cái size 26 thôi. Hai cái size 26 nhá. Đó, lên cho Nguyên sale 79k, 79k chị nhá. Còn hai cái cuối cùng size 26 Nguyên nhớ còn một sóc quần riêng nhưng mà không biết là chữ ở đâu rồi để xóc ra luôn cho chị em mình. Được chưa? À, để em mua đi bạn Hà Nội Sài Gòn, bạn Hà Nội với Sài Gòn đang lạnh à. Đấy, lên luôn giúp Nguyên nè, 79k lên giúp Nguyên coi size 26. Hoặc là nhắn tin qua cho nhà Nguyên đi. Chứ giờ Nguyên đang like dở cái này tí xíu nữa nhá. Chờ sẽ hơi lâu nhá. Cho áo len tí xíu, còn rất là nhiều áo len trong đó. Nhưng mà dọn cho chị cái size 27 nhá. Rồi ok chị Phạm, hai cái 26 thôi. 27 này chị Phạm Thị Thùy nhá. Cái này size 27 cho chị nè. Ok cho chị Phạm Thị Thùy, cái này size 27, 79k đồng giá nhá. 79k đồng giá. Rồi ok chị Phạm Thị Thùy. Rồi còn là ba con size 26 thôi. Ba con size 26 thôi nhá. Sale đồng giá 79k chị ơi. Có size 29-30. Không có 29-30 ATTN ơi. Hết size 29-30 rồi những cái mã này. Còn form nhỏ thôi. Còn form nhỏ hiện tại Nguyên đang còn xà ba cái size 26 nhá. Ba cái size 26 nè, một cái mặt người như thế này nhá. À, có size 27 mẫu đen không? Hết mẫu đen rồi nhá. Lên giúp Nguyên con nè, size 26. Một con thứ nhất là size 26 nè. Con thứ hai, con này cũng size 26, nhưng bốn con còn lại là size 26 hết nhá. Bốn con còn lại size 26 hết, nên là chị em mình ai mà tầm dưới 45 thôi. Mã này form này nó cũng hơi nhỏ, dưới 45 kg thôi là lấy giúp Nguyên con này nhá. Dưới 45 kg lấy giúp Nguyên con này, bốn con nhá, còn bốn con thôi. Rồi ok, mình sẽ lên tiếp luôn cho chị em mình, mình xem cái gì lẻ sai mình sẽ bóc ra sale tắt tặc luôn cho chị em mình. À tiếp theo nè, à có cái nào 27 không chị ơi? Hết rồi chị Ly Bùi, à size 29 hết rồi chị Ly Bùi ơi nhá. Đây lên luôn cho nhà Nguyên nè. Nói chung là còn giờ đây còn cái gì lẻ sang bóc ra sale hết, nên là chị em mình tranh thủ nhé. Và chị em mình lên đúng mã luôn cho Nguyên, tại vì là có một mình Nguyên like à, nên là lên đúng mã thì là Nguyên soạn đơn cho nó ok nhé. Lên cho nhà Nguyên là một con nỉ này, một con nỉ bông size gì đây, size S nhé. Một con nỉ bông size S dưới 52kg là mang ok, dưới 52kg là mang ok cho nhà Nguyên mã này. Mã này đẹp lắm này,
cái này như là mùa trước, cái này là mùa trước còn sót lại nhá. Lên luôn cho nhà Nguyên, Nguyên sẽ sale luôn cho chị em mình 59k. Lên cho Nguyên mã này là áo nỉ đỏ nhá. Áo nỉ đỏ 59k lên cho nhà Nguyên này. Chị em ba máy nhìn kỹ luôn cho nhà Nguyên này. Mã này mang sướng lắm nhá. Chị em mình mua Tết nè, mang mặc Tết mặc Noel. Mã này rất là ok được chưa? Còn một con duy nhất sale luôn cho chị em mình 59k. Lên nhóc Nguyên mã nỉ đỏ một con size S thôi chị nhá. Một con size S dưới 52kg đổ lại là mang ok nhá. À, rồi ok cho chị Hà Trần áo nỉ đỏ luôn. Ok cho chị Hà Trần áo nỉ đỏ. Ok cho chị Hà Trần áo nỉ đỏ nhá. Dòng đơn chị với rồi ok chị nhá. Ok chị. Có ba lá bị chị Hà Trần chốt trước rồi em ơi. Bao nhiêu nãy giờ nói là sale bao nhiêu? 59k. 59k nhá. Rồi ok chị nè. Tại vì Nguyên like tặng 3 máy lận. Like 3 máy chốt cho nhanh. Đấy rồi ok nè, Nguyên sẽ lên tiếp theo. Đang Nguyên nhớ là có một con này. Có một con này tự nhiên còn sót qua một con. Một con này size XL. Nhưng mà chỉ có một màu đen. Nãy hồi là bao nhiêu đợt hàng rồi Nguyên không có màu đen nhá. Không có màu đen nữa nên là chị em mình hỏi màu đen là không có. Nhưng mà giờ chiều soạn ra soạn sót một con này. Một con này màu đen nhá. Lên giúp Nguyên con này màu đen cho size XL. Những chị em nào form ấy mà trên tầm khoảng 57-58kg lấy cho nhà Nguyên nhá. Trang Thu sao không thấy chốt đơn hàng vậy? Trang Thu mình đặt hàng khi nào đấy Trang Thu ơi nhá. Áo gió CL không chị? Trang Cô Xê San áo gió CL, gió CL cũng còn rất là nhiều mà, còn rất là nhiều nhá. Có một con này, sót một con này màu đen thôi. Nguyên sẽ sale luôn cho chị em mình trên like nhá. Sale luôn cho chị em mình trên like là 79k một con. Một con duy nhất màu đen. Tại vì là Nguyên không có màu đen những cái đợt lô hàng này. Nguyên không hề có màu đen nhá. Và lớp trong cho nhà Nguyên. Tại vì lô này là lô đầu tiên nên là lớp trong mùa này chị em mình mang ok nè. Vì lớp trong của nó là một lớp dù, không phải là lót lưới như cái mã bình thường Nguyên mang nhá. Len giúp Nguyên con này là áo gió foam này dưới tầm 57kg đổ lên nhá. 57kg đổ lên là chị em mình lấy cái mã này luôn cho nhà Nguyên nhá. Bao nhiêu một chiếc vậy chị? Cũng chưa sale mã áo gió nhá. Bắt đầu những cái mã này lẻ size nên là Nguyên lên trước. Lên cho Nguyên mã này, con này áo gió màu đen nhá. Sale luôn cho chị em mình 79k con này. Form này Nguyên sẽ mang thử cho chị em mình nè. Mang thử cho chị em xem cái form con này nè. Đó chị em nào mua áo gió nhà Nguyên là biết rồi. Những cái mã này là hàng uni nhá. Hàng uni sale con này 79k nhá. Tại vì là hàng này là cái mã này màu đen luôn hết rồi nên là Nguyên xả nốt thôi nhá. Nguyên sẽ mang thử cho chị em nhìn form này đấy. Con này thì tầm trên 57kg là mang ok nhá. Lên giúp Nguyên con này là những chị em, một số chị em mình hay hỏi màu đen nhưng mà Nguyên không có màu đen vì không có hàng. Giờ soạn ra soạn kho còn sót lại một con duy nhất nhá. Trên 57kg lấy cho Nguyên mã này áo gió áo gió đen nhá. 79k đó, ưu tiên cho những chị em nào lên trước có thông tin có địa chỉ nhá. Có địa chỉ chị em nào lên trước mình lấy, mà không có địa chỉ là không chốt nhá. Lên cho Nguyên con này một con duy nhất thôi màu đen, giờ còn một con duy nhất nhá. Đó chị, chờ một tí xíu, chờ một tí xíu rồi ok Nguyên sẽ lên tiếp cái mã mà Nguyên đang mang. Chị em nào đang ấy chốt trước hai áo nam, hai áo chốt hôm trước hai áo gió nam lớp lông. Tại vì hai áo gió nam lớp lông thì Nguyên đang thiếu, riêng nam lớp lông thì Nguyên đang thiếu nhá. Size gì đây em? Size XL chị ơi, còn một cái duy nhất size XL. Sale 79k nhá. Sale 79k một con duy nhất cái này size XL thôi. Nên là chị em mình nhanh tay tại vì một đen Nguyên không có hàng nhá. Rồi ok cho chị Tâm Nguyễn con này nhá. Ok cho chị Tâm Nguyễn con này. Ok cho chị Tâm Nguyễn một con duy nhất nhá. Áo lớp lông tại vì Nguyên đang thiếu mà. Áo lót lông của nam ấy là Nguyên đang thiếu nhá. Rồi ok cho chị Tâm Nguyễn, chốt cho chị Tâm Nguyễn rồi chị ơi. Chị nào lên trước mới có thôi. Chị nào lên trước mới có, tại vì những cái mã này thôi nó thực sự là còn 1 đến 2 cái thôi nhá. Còn 1 đến 2 cái nên là Nguyên mới chốt giá này thôi. Rồi ok cho chị Tâm Nguyễn này. Trên trang cá nhân này. Tối nay là Nguyên tăng cường thêm một cái điện thoại nữa để like trên trang cá nhân. Tại vì một số chị em mình, bạn bè cái con này bữa trừ lắng like ở đâu mà không thấy, hoặc là một số chị em mình muốn like trên hội không có tham gia trong hội á là không có comment được, nên là nhiều chị em nhắn tin qua, nên là tăng cường thêm một cái điện thoại nữa để phát like trên trang cá nhân nhá. Chị Phạm Thị Thùy Nguyên chốt cho chị Tâm Nguyễn rồi, Nguyên chốt cho chị Tâm Nguyễn rồi. Đây bên đây sẽ còn luôn cho chị em mình một con, một cũng một con áo gió nhưng mà là hàng giờ nó phai size M nhá. Size M cũng sale luôn cho chị em mình 79k nhá. Sale nốt luôn cho chị em mình một con này. Một con này hàng giờ nó phai, Nguyên sẽ mang thử cho chị em mình xem mã Nguyên đang mang có bán không có nhá. Mã Nguyên đang có
mang là có bán, nhưng mà bán nguyên một set, tí xíu nữa cũng sale luôn cho chị em mình, và có rất là nhiều họa tiết, nhưng mà còn rất là ít mẫu họa tiết, còn có 1-2 cái. Lên tiếp luôn cho nhà Nguyên nè, chị em mình mà muốn đi nhanh ấy, tại vì những cái mã này sale rồi, không có cần phải gọi chốt đơn, không có cần gọi chốt size, chốt số gì hết, thì vì mỗi cái chỉ có một cái, mỗi mẫu chỉ có một cái thôi, nên là chị em mình lên luôn cho nhà Nguyên thông tin đi cho nó nhanh nhá, không phần cần phải gọi chốt đơn, nhiều khi là nó còn sót nữa, nên là chị em mình lên cả thông tin nhá. Nguyên sẽ lên luôn cho chị em mình con này size M, form này dưới 52 kg, form này 52 kg, đổi lại là mang ok lên cho Nguyên nè. Một con màu xanh rêu nhá, form này hàng hai lớp và lớp trong luôn cho nhà Nguyên là lớp gió nhá. Lên giúp Nguyên con này mã màu rêu gió rêu luôn cho Nguyên, sale 79k một con màu rêu, một con cuối cùng màu rêu nhá, là kết thúc luôn cái mã, giờ nó phan không còn con nào hết, được chưa? Lên giúp Nguyên con này 79k màu rêu đó, kèm luôn cho Nguyên số điện thoại, chị em nào không có số điện thoại là Nguyên không chốt nhá. Đấy, màu rêu lên cho nhà Nguyên 79k, hàng hai lớp, toàn bộ là hàng hai lớp như thế này, form này dưới 52 kg, đổ lại là mang ok nhá, chị em nhìn kỹ luôn cho nhà Nguyên nè. Hàng hai túi, hai bên ngoài đều có túi trợ, đều có túi khóa kéo nhá, và bên trong thêm cho nhà mình thêm một cái túi này nữa. Bao nhiêu chị Nguyên sale 79k, chị em mình nghe rõ cái giá nhé, toàn bộ Nguyên sale những cái mã này Nguyên sale gọi là giá xả kho, được chưa? Sale toàn bộ có, tối nay có len áo len, áo len lúc trưa Nguyên len mà chị em mình chốt chậm quá, áo len thực sự những cái mã áo len á, bữa em đặt áo khoác gió bên mình gọi chốt hàng rồi, sao không thấy ship lại gần 2 tuần rồi. Ô Mỹ Ánh lên nhắn tin qua cho nhà Nguyên với, hoặc là lên luôn cho nhà Nguyên số điện thoại kèm chat đơn, thì là kết thúc like ngày mai bên nhà Nguyên sẽ chat đơn của mình nhá. Nhiều khi nó sót nên là chị em mình thông cảm, được chưa? Lên cho Nguyên rồi, ok cho chị Phạm Thị Thùy nhá, ok cho chị Phạm Thị Thùy có đơn chưa, hình như là có đơn rồi đúng không? Ok cho chị mã rêu nè, đó sẽ dồn đơn cho chị nhá. Ok chị Phạm Thị Thùy, như là chị có đơn, thấy có đơn ở trên rồi đúng không? Mỹ Ánh nhắn tin qua giúp Nguyên nhá, một là nhắn tin, hai là rồi ok cho chị Phạm Thị Thùy, chúc cho chị Phạm Thị Thùy rồi. Đấy chị Mai chăm chậm rồi chị ơi nhá, chị em mình lên nhanh, hình như là chị em mình xem like chậm hơn Nguyên thì phải nhá. Rồi ok chị Phạm Thị Thùy trên trang cá nhân nhá, nên là Mỹ Ánh lên, một là lên lại cho Nguyên áo ngồi ngăn kabi, áo chấm ngồi là áo nào ngăn kabi nhá. Mỹ Ánh lên lại giúp Nguyên là chat đơn kèm số điện thoại, hoặc là nhắn tin qua cho nhà Nguyên nhá, kết thúc live Nguyên sẽ chat cái đơn của mình luôn đấy, để Nguyên xem. Đấy, như là chị em mình chậm hơn Nguyên tí xíu rồi, ok Nguyên sẽ lên cái mã của Nguyên nhá, mã Nguyên đang mang, và sẽ có rất là nhiều họa tiết, nhưng mà mỗi họa tiết chỉ có 1-2 mà còn 1-2 cái thôi, nên là Nguyên cũng sale luôn cho chị em mình. Dồn đơn em nhé. Rồi ok chị Phạm Thị Tì nhé. Ôi cái này còn cái chưa chốt nè. Còn một cái, số một cái nãy giờ chưa lên, nãy giờ lên cái mã này chị ta. Còn một cái này size M này, còn một cái size M nhé. Đây, còn một cái size M form này ấy. Form này thì tầm 55 kg đổ xuống, mang ok cho nhà Nguyên nhé. 55 kg đổ xuống ok luôn cho nhà Nguyên, sale luôn cho chị em mình con này. Nguyên đang bán, bình thường là Nguyên đang bán bao nhiêu? 170 phải nhá. Áo em đang mặc còn không? Tâm Trương, nguyên một set chị, nguyên một set vừa áo vừa quần, Nguyên lên luôn cho chị em mình có con này nhá. Rồi Nguyên sẽ lên luôn cho chị em mình những cái mã Nguyên đang mang nhá, mã Nguyên đang mang còn, và có rất là nhiều họa tiết, Nguyên sẽ sale luôn cho chị em mình trên live nhá. Lên giúp Nguyên con này size M, chị em nhìn kỹ luôn cho nhà Nguyên cái chắc này. Đó, nhìn kỹ luôn, Nguyên đang bán con này với giá 100, hình như là 165.000. 165.000 còn duy nhất một con size M nhá. Duy nhất hình như là con này có người đặt rồi mà Nguyên không thấy lấy nè. Áo lót lông 68 kg, có áo lót lông 68 kg, chị Mimi 68 kg, chị phải thật là cao. Cặp tên 16 kia nhá. Lên cho Nguyên con này bao xe cho chị em mình bao nhiêu? Sale luôn cho chị em mình 125.000 nhá. Sale luôn cho chị em mình, tại vì cái những cái mã này là Nguyên bán giá rất là cao. Đó, 165.000 là, nhưng mà còn hình như là cái này chị em nào chốt rồi, nhưng mà không thấy ra ấy, mới chừa lại đây, nhưng mà lên cho Nguyên cái mã này sale luôn. Sale luôn, không thấy lái, không thấy báo thì Nguyên sẽ sale luôn nhá. Sale luôn cho chị em mình 125.000 cái mã này sẽ nhá, nhầm, size M. Form size M chị em mình nhìn thấy cái mã này trên live, trên trang cá nhân của Nguyên là thấy rồi, được chưa? Chị Tuyết My size M chị ơi, sale 125.000, chị em mình lên nhanh tay luôn cho nhà Nguyên rồi, ok. Nguyên sẽ lên luôn cho chị em những cái mã Nguyên đang mang. Chị em nào đang xem live cố gắng chấm lên cho nhà Nguyên xin một vài chấm tương tác nhé. Tăng view cho Nguyên tí xíu nữa, Nguyên sẽ bắt đầu lên cho chị em mình cái mã Nguyên đang mang này. Và sẽ có rất là nhiều họa tiết nhá. Áo khoác lớp lông của Nam không em? Chị Phạm Thị Thị
lót lông của năm chưa về đợt mới thôi, tại vì là nó cháy hàng luôn rồi, cháy hàng luôn rồi nhá. Mình sẽ lên luôn cho chị em mình cái mã này, lên cho chị em mình cái mã này, và sẽ có rất là nhiều họa tiết, chị em mình để ý từng cái họa tiết luôn cho nhà Nguyên nhé, để ý từng cái họa tiết luôn cho nhà Nguyên, comment đúng luôn cho Nguyên từng họa tiết này, comment đúng luôn cho nhà Nguyên từng họa tiết nhé. Đây mình sẽ mở ra đấy, mỗi cái thì chỉ có một đến hai cái thôi, mỗi cái mỗi mẫu thì còn đến một hai mẫu, mình sẽ sale luôn, sale like luôn, sale nốt luôn cho chị em mình cái mã này, và sẽ có rất là nhiều họa tiết luôn cho chị em mình, được chưa? Và form size rồi, ok cho chị gold band này, ok cho chị gold band cái này nhá, ok chị gold band này. À, áo Hương đang mang nguyên một set chị ơi, nguyên một set chứ có mẫu nào 68 kg mà 1.53 không vậy, chắc là chị Mimi phải chuyển qua size của nam ấy chị, chuyển qua size của nam nhá. Rồi ok chúc cho chị gold band này. Ok chị gold band nhá. À, mã đó còn không không mà ơi đấy. À, Thu Mai không có nhá, những cái mã này à, quần ly bùi chốt sau rồi, gold band chị gold band chốt trước rồi nhá. Rồi ok, cô sẽ lên luôn cho chị em mình mã này giống như Nguyên đang mang, form này 57 kg đổ lại là bao, ok sẽ có luôn cho chị em mình nguyên một set vừa áo vừa quần luôn nhá, chứ không phải riêng cái áo luôn Nguyên đang mang đâu nhá, nguyên một set vừa áo vừa quần như thế này, Nguyên sẽ mở ra cho chị em mình xem, được chưa? Còn rất là ít, mã này còn rất là ít, Nguyên sẽ quay cận cái quần luôn cho chị em mình xem. Một set nè, vừa áo vừa quần, Nguyên nói thật sự trên cái ở ngoài thị trường nhá. Áo xám ngồi, áo xám ngồi sau là áo nào chị? À, ngang capi sáng này á, phải không? Ừ thì ừ luôn cho Nguyên tí nhá, phải cái này hay không? Nguyên nói chấm chấm nãy giờ mà không biết cái mã nào phải cái này không, ngang capi nè. Đó, phải là ghi luôn cho Nguyên mã lo chứ không phải. Được chưa? Nguyên sẽ lên luôn cho chị em mình những cái set này và Nguyên sẽ đọc từng họa tiết luôn cho chị em mình nhé. Chị em mình comment đúng cú pháp luôn cho nhà Nguyên. Nguyên nói thật sự một cái áo này chị em Nguyên sẽ quay cận luôn cho chị em mình cái xem cái chất áo. Hàng này là hàng uni dày mịn luôn cho nhà Nguyên, chị em nào mua được cái mã này là biết rồi. Được chưa? Bình thường là Nguyên bán 165.000 một cái, nhầm, 165.000 một set nhá. Nhưng mà trên line này còn rất là ít, Nguyên là Nguyên dọn luôn. Đúng rồi. Ngăn kabi, ngăn kabi Nguyên đang bán cái mã đó là bao nhiêu ta? Đang bán cái mã đó 180. Nguyên sẽ sale luôn trên live 159k nhá. Chỉ có duy nhất giống như cái live tối ngày hôm nay, chị em hỏi cái gì cũng có được sale hết. Hỏi cái gì trên cái live tối ngày hôm nay cũng được sale hết. Nên là chị em mình xem cái live tối ngày hôm nay là nói chung là rất là lợi, được chưa? Đấy, nên là coi như là bao nhiêu coi là bán nó thôi nhá. Lên cho Nguyên mã này, bình thường Nguyên quay cận lại cho chị em xem này, từ cái khóa kéo nó xịn cho chị em mình từ cái khóa kéo luôn nhá. Cái này giống như là Nguyên đang mang này, chắc chị em nhìn kỹ luôn cho nhà Nguyên rất là dài dặn luôn, và sẽ có một áo một quần, bình thường một cái áo này ở ngoài thị trường người ta bán luôn cho chị em mình tầm khoảng 170-180 một cái rồi, được chưa? Nhưng mà bình thường Nguyên bán nguyên một set đó là 165 đó. Trên like ngày hôm nay Nguyên sẽ sale luôn cho chị em mình một set như thế này, sale luôn cho chị em mình là còn 139k nhá, 139k một set vừa áo vừa quần. Lên giúp Nguyên mã này, lên giúp Nguyên mã set nhá, cho em xem, cho em xem á. À, ngăn kabi mã này Nguyên highlight mà, mã này Nguyên highlight mà nhá. Đây mã này là cái mã hàng lon của nhà Nguyên nhá, chờ Nguyên tí xíu Nguyên lên luôn cho chị em mình những cái set còn lại luôn. Nguyên sẽ đọc luôn cho chị em 100 bao nhiêu, nãy giờ Nguyên nói bao nhiêu, 139k nhá, cho một set này vừa một áo và vừa một quần, một áo một quần như thế này nhá. Chị em mình nhìn kỹ, riêng một cái quần này chị em mình mua cũng tầm mấy chục nghìn rồi đấy, 80-90 nghìn một cái quần như thế này rồi nhá. Nhưng mà chắc vải luôn, chị em nhìn cái chắc vải này rất là sướng, nhưng mà dưới 57 kg mới có size, được chưa? Đây ngăn kabi nè, nhìn kỹ luôn cho nhà Nguyên form nè. Đấy form này, cái này Nguyên highlight mà, được chưa? Đây là cái form hàng lon của nhà Nguyên nè. Đó sale luôn, chỉ sale ring like duy nhất cái like ngày hôm nay thôi. Bộ em mặc còn không, chị Tâm Trương Nguyên đang lên đây nhá. Mã đó mấy ký mặc vừa, Mimi 57 kg đổ lại, chị Tâm Trương chọn họa tiết luôn cho nhà Nguyên nhá. Nguyên sẽ sale duy nhất trên like, coi như cái like ngày hôm nay là Nguyên bán tương tác, bán lái tương tác, nên là chị em mình lên cho nhà Nguyên mã này. Lên giúp Nguyên là mã set 139, Nguyên sẽ đọc luôn cho chị em mình từng họa tiết nhá. Họa tiết này Nguyên đang mang hình như là còn 2 set thôi nhá. Lên cho Nguyên set là một cái này là gọi là Mickey luôn cho nhà Nguyên cũng được. Mickey luôn cho nhà Nguyên nè. Đấy, tiếp theo nè, chị em nếu như mà không rõ có thể là chụp màn hình nhắn tin qua cho nhà Nguyên. Nhưng mà lên luôn thông tin, lên luôn cho nhà Nguyên là chọn một set nhá. Lên set, lên kèm luôn cho nhà Nguyên số điện thoại. Còn chọn họa tiết nào chị em mình có thể nhắn tin luôn cho nhà Nguyên nhá. Tâm Nguyễn, set có sai không em? Dạ không chị. Chị mẫu
như em. Rồi ok chị Tâm Trương đừng ghi mẫu như em mà là ghi luôn cho nguyên là set Mickey nhá. Viên hình một set hồng, một set hồng. Set hồng là set này hả hả Vương ơi nhá. Vương là set hồng là set này 139k. Rồi ok cho chị Hà Trần. Ok chị Nguyên sẽ lấy ra luôn để coi còn bao nhiêu để chừa luôn cho chị em mình, mất công là nhận đơn xong lại không có hàng trả cho chị em mình nhá. Không có hàng trả luôn cho chị em mình. Đó chị em mình nhanh tay. Riêng Mickey thì Nguyên còn 4 set, 5 set nhá. Mickey thì Nguyên còn 4, 5 set 139k mà chị em mình không tranh thủ chốt rất là phí. Nó thực sự là rất là phí nhá. Rồi ok chị Hà Trần nè, chị Tâm Trương nè, có nhá. Vy là set Phương Huỳnh, set màu hồng. Màu hồng. Cái này hả Vương nhá, phải là Gucci này hay không? Báo lên thì Nguyên sẽ chừa nhá. Set Mickey 139 rồi ok cho chị Tâm Trương nhá. Ok có đơn cho chị Tâm Trương nè. Còn rất là ít, những cái mã này còn rất là ít, Nguyên sẽ mang thử cho chị em xem từng cái. 139k chị em sẽ có nguyên một set vừa áo vừa quần, chị em mình cứ nhận cái mã check này luôn cho nhà Nguyên nè. Rồi ok chị Nguyễn Thị Tuyết Nga có Mickey luôn nè. Đó, Mickey thì còn có 5 cái thôi. Rồi ok chị Hà chào một set Mickey nè. Hà Trần một set Mickey nè. À rồi ok. Vương một set này. Rồi ok Vương một set này nè. Vương sẽ mang thử cho chị em mình. Còn rất là nhiều họa tiết rất là đẹp nhá. Rồi ok chị Nguyễn Thị Tuyết Nga một set Mickey nè. Rồi ok chị Nguyễn Thị Tuyết Nga một set Mickey nhá. Đó, mã của Vương hình như còn có một set duy nhất luôn á Vương nè. Rồi ok chị Facebook đâu rồi? Vậy ta? Chờ một xíu nhé. Rồi ok, mạng mờ và hai đứng hình và em Tâm Nguyễn. Nguyên cũng không rõ nữa, không rõ nữa. Tại vì không biết tên con nè. Ok chị Nguyễn Thị Tuyết Nga nhé. Có chị Nguyễn Thị Tuyết Nga nè. Cái bút lông đâu rồi? Thị Tuyết Nga. Cái like tối ngày hôm nay chị em mình xem được like mà không chốt được hàng nó rất là phí luôn nhá. Để tại vì Nguyên ghi luôn cho nó nhanh nè. Áo khoác ở kệ bao nhiêu ký vừa. Chị Ngọc Hằng ở kệ á chị Hà, nhà Nguyên có size hết nhá. Riêng áo khoác thì hàng nhà Nguyên có size hết nhá. Rồi ok nè, cái này cho Vương nè nhá. Ok Vương nè. Chị nào mới thấy mã đi ô mà không biết ở đâu rồi nhá. Size M nghe, bữa trước size L tốt. Cái này không có size nhá. Rồi ok chị Diệu Ngô có. Cái này dưới 57kg là mang ok thôi Vương ơi. Dưới 57kg là mang ok thôi. Cái này chốt cho Vương, cái ca bút lông nó đi đâu rồi. Ok chốt cho Vương nè. Chị Diệu Ngô một set đi ô nhá. Còn rất là nhiều set chị em nào đang xem like của Nguyên Trinh Hội nhớ chấm cho nhà Nguyên xin một vài chấm tương tác nhá. Tăng view cho nhà Nguyên tí xíu nữa nè. Nguyên sẽ bắt đầu lên luôn. Còn cái này còn bao nhiêu Nguyên sẽ lên nốt luôn cho chị em mình. Sale 139k chị em mình sẽ nhận được nguyên một set vừa áo vừa quần, áo dạng như Nguyên đang mang và quần rất là dài rất là mềm. Đó mùa này mà chị em mình không đúng sale đúng đúng cái dịp mà nó lạnh lạnh như thế này luôn. Đó tại vì những cái mã này còn rất là ít và không có hàng về nữa nên là Nguyên mới sale luôn nè. Rồi ok Vương nè. Nhá tại vì chị em chờ một tí xíu tại vì có một mình like thôi. Nhá rồi ok cho chị Diệu Ngô một set video nữa. Ok chị Diệu Ngô sẽ lên luôn cho chị em mình set tiếp theo. Họa tiết tiếp theo luôn cho chị em mình này, có sẽ rất là nhiều họa tiết sẽ có. Nếu như mà chị em mình ưa có cổ thì sẽ lấy có cổ nhé. Ưa có cổ thì lấy có cổ thôi. Có rất là nhiều mẫu, có rất là nhiều mẫu nhé. Không biết là cái cây bút lông nó đi ra rồi. Đấy rồi ok cho chị Diệu Ngô. Chị em nào đang xem like cố gắng chấm lên cho nhà Nguyên lên áo khoác cho chị coi đi. Chị Ngọc Hằng, chị bao nhiêu cân và thích cái mã nào cũng sẽ lên luôn cho chị nhé. Thích cái mã nào cũng sẽ lên luôn cho chị. À, đây rồi. Rồi ok cho chị Diệu Ngô này. Bao nhiêu một set? Chị ơi 139k sale 139k. Rồi ok cho chị Diệu Ngô nhá. Tôi sẽ lên luôn cho chị em set tiếp theo. Mickey còn không? Mickey còn nhá. Còn set Nguyên đang mang trong người nè. Mickey còn set Nguyên mang trong người. Chị em mình đang xem like cố gắng chấm lên cho nhà Nguyên nhá. 139k một set như Nguyên đang mang. Nguyên sẽ mang thử cho chị em xem một set khác nhá. Cái chị thay cho chị em mình xem cái áo thôi. Còn cái quần thì nó ngang giống như nhau. 139k chị em sẽ mua được một set, vừa một áo và vừa một quần nhá. Nguyên sẽ mang lên cho chị em mình set tiếp theo này. Đấy, tôm này dưới 57kg là mang ok. Chị Ngọc Hằng mình thích lao khoác mã nào cũng sẽ lên. Chị Tâm thả tim nhiệt tình đấy chị Tâm, cảm ơn chị Tâm nhá. Đấy, mình sẽ mang luôn cho chị em mình cái mã này.
Thì trên cái mã này thì nó sẽ có cổ, trên cái mã này thì nó sẽ có cổ nhá. Đó, len giúp nguyên mã này, len cho nguyên mã gu xì. Đấy, len cho nguyên gu xì, tại vì có pha trộn giữa có cổ và không có cổ nhá. Đây, có cổ và không có cổ, len cho nguyên mã này gu xì nhá. Bao nhiêu một set? Dạ, 139k. Coi như là cái like ngày hôm nay là Nguyên xây dưới 4 luôn, nên là chị em mình tranh thủ nhá. Like xong cái mã này Nguyên sẽ len áo khoác luôn cho chị em mình được chưa. Riêng cái mã này thì chị em có thể là kéo tặng lên cây lên như thế này nhá. Chắc phải rất là sướng luôn cho chị em mình được chưa. Len giúp nguyên mã này là gu xì lên cho nhà Nguyên nhá. Nguyên một set này Nguyên sẽ có vừa áo vừa quần chứ không phải là áo không đâu nhá. Nên là chị em mình để ý nè, nguyên một áo một quần như thế này được chưa. Chị Mai Trinh rồi, ok cho chị Mai Trinh nè. Ok chị Mai Trinh. Đó, chị em mình cứ len luôn cho Nguyên là cái này, len cho Nguyên gu xì nhá. Set gu xì 139k. Đó, chị em mình nhanh tay nhá. Set gu xì 139k. Đó, chị em mình mua hẳn được một set với giá 139k. Xem được cái like rồi, ok chị Mai Trinh. Xem cái like này rất là lợi. Tối nay mà chị em mình xem cái like này rất là lợi luôn nhá. Riêng cái mùa này nó là lạnh như thế này mà chị em mình sang được cái mã này nguyên một set vừa áo vừa quần. Còn sẽ đọc luôn từng họa tiết luôn cho chị em mà mình, chị em mình chọn cái mã nào thì chọn nhé. Mã này lên cho Nguyên là Gucci. Gucci là màu đầu tiên nhé. Màu thứ hai, cái mã này không cổ nè, dàn cổ như thế này. Lên giúp Nguyên mã này eo về bao nhiêu, Nguyên nói rồi, đồng giá nhá. Mã này cái họa tiết nào cũng như thế, 139k. Chị em mình sẽ có nguyên một áo và một quần. Đó, Nguyên sẽ thay cái áo cho chị em mình xem thôi, còn quần thì nó ngang nhau nhá. Đấy, Nguyên sẽ lên luôn cho chị em nè. Tiếp theo luôn cho nhà Nguyên đi. Ô, Nguyên sẽ có một cái mã báo nữa. Một cái mã báo. Đây, Nguyên xem nó còn còn cái mã nào nữa. À, cái mã này đẹp đó nè. Còn cái mã này rất là đẹp nè. Còn cái mã này đẹp lắm nè. Nãy giờ chưa lên, không có treo trên này, chị em không thấy nhá. Mã với ray như thế này luôn. Còn một mã với ray này nữa nè. Đó, chị em mình nhanh tay. Một áo một quần, Nguyên sẽ quay cận luôn cho chị em mình nhìn cái chất quần của nó nè. Bao nhiêu chị? 179k. À nhầm, 139k một set chị ơi. 139k, chị em mình sẽ có nguyên một set vừa áo và vừa quần luôn. Rất là lợi rồi đúng chưa. Đó, bình thường chị em mình phải mua một cái áo như thế này, người ta cũng bán luôn. Có khoác nam không em? Và có chị Gold Band, có khoác nam luôn nhá. Rồi ok, Nguyên sẽ lên luôn cho chị em nè. Nhìn kỹ luôn cho nhà Nguyên nhé. Đây là cái quần của nó nè. Phải nói là chất của nó rất là sướng. Bản chung to như thế này được chưa. Bản chung to như thế này. Và cái quần này nó có, sẽ có phần bo luôn ở dưới nhé. Nguyên sẽ mang luôn cho chị em mang nó một cái nữa thôi. Mẫu em đang mặc chị Anh Hồng Trần. Rồi ok, chị Anh Hồng Trần một cái gu xì nhé. Ok, chị Anh Hồng Trần một cái gu xì. Đó, chị em mình nè, đặt nguyên được cả một áo một quần luôn. Rồi ok, chị Anh Hồng Trần thì cho Nguyên sẽ thử luôn cho chị em mình một vài set nữa thôi. Một vài set quần vải kiểu gì Nguyên hàng u mì á chị, mặc đi làm được á chị, được luôn chị nghe, mang được một set tranh thủ đi. Nguyên không bao giờ sale cái giá này đâu nhá. Đấy, lên nhanh rồi ok chị Anh Hồng Trần nhé. Có chị, có nam luôn được chưa. Mua sẽ mang luôn cho chị em xem một cái nữa. Cho chị một cái áo gió nam màu xanh riêng CL luôn. Xanh than CL muốn hết rồi chị nghe. CL muốn xem nữa không, không còn CL đâu, muốn thấy là không còn CL. Chỉ còn màu reo thôi chị ơi. CL hiện tại cũng chỉ còn màu reo, xanh riêng còn CL thôi nhá. CL còn màu reo. Đây là còn màu reo thôi chị Diệu Ngô nhé. Chỉ còn duy nhất một cái màu reo này thôi. Được chưa? Đó, Nguyên sẽ lên luôn cho chị em mình set tiếp theo. Set một thử luôn cho chị em mình tầm 2 set nữa là Nguyên sẽ qua mẫu vào. Nguyên chị chốt đơn trên like nhé. Chỉ chốt đơn trên like, giá sale trên like thôi. Chị em nào không chốt đơn, không nhanh tay trên like là Nguyên sẽ không kết thúc làm, không bán giá này nữa nhé. Coi như là tối ngày hôm nay là Nguyên bán lấy tương tác thôi nhá. Nên là chị em mình phải nhanh tay, không có chậm là không có đâu nhá. Chờ một tí xíu Nguyên sẽ mang luôn cho chị em mình một set nữa. Một set này là set Burberry nè. Đó, chị em mình nhận hàng sẽ nhận nguyên cả một áo một quần như thế này. Bao nhiêu chị? Chị Nguyên nhắc lại nè, một áo một quần chứ không phải là 139k một áo không đâu nhá. Một áo hẳn luôn cho chị em mình một quần mà chỉ có 139k, nó là sale dưới phố nhá. Nên là chị em mình tranh thủ luôn cho nhà Nguyên. Nguyên sẽ mang luôn cho chị em mình một set nữa. Set Nguyên đang mang, chị em mình đừng ghi là set đang mang, hoặc là ghi là Burberry, hoặc là lên cho Nguyên mã set. Tí xíu nữa chụp màn hình, tí xíu nữa nhắn tin qua cho Nguyên nếu như chính xác nhất là như thế nhá. Lên giúp Nguyên một set nữa. Một set nữa là một set Burberry như thế này. Nguyên sẽ thay ra luôn cho chị em mình. Và Nguyên sẽ thử cho chị em mình một set báo nữa thôi nhá.
Đây chị, 179 nhầm 139k thôi. 139k chị em sẽ có nguyên một set vừa áo và vừa quần luôn nhá. Đấy, gió nam lờ reo rồi, ok chị ạ. Chị gold band nhá. Rồi ok chị gold band. Đấy, mình sẽ mang thử luôn cho chị em mình. Mang thử luôn cho chị em mình. Lờ reo. Rồi ok chị gold band nhá. Đây mình sẽ mang luôn cho chị em một set vừa Diệu Ngô và bữa hôm chị được đào lai gió màu hồng 99k cm mà hạn biết không gửi. Rồi ok chị Diệu Ngô. Chị Diệu Ngô, đúng rồi, chị Diệu Ngô là phải là ở gì ta? Ở Quảng Trị phải không chị Hà? Ở Quảng Trị phải không? Chị đang tại vì là chị chờ cái gì đó mà. Chị chờ cái gì đó mới đi đơn luôn mà chị không nhắn tin luôn cho nhà Nguyên mới mới nhá. Phải loại quần legging đâu không? Không chị, Nguyễn Tâm không phải quần legging nhá, không phải quần leggy đâu, form dài như thế này mà nhá, form dài chứ không phải leggy nhá. Vậy Umi mình nói là rất là dài nên là cứ yên tâm nhá. Diệu Ngô Đà Nẵng, ủa thế sao, thế là chị nhắn tin qua cho Nguyên nhá, không nhận được, phải nhắn tin qua cho Nguyên mới biết. Nhiều khi là tin nhắn nó nhiều nó trôi ấy, là không ấy được nhá. Nhắn tin qua cho nhà Nguyên này. Rồi ok, mình sẽ mang cái mã này nè, đó rất là dài nên là chị Tâm cứ yên tâm nhá. Đó quần nè, chị em nhìn cho Nguyên chắc phải nè, chắc vải mang rất là xứ, nguyên một áo một quần như thế này 179k, nên là chị em mình phải tranh thủ nhé. Rồi ok, chốt con chốt cái này cho chị Gold Band luôn đã. Đấy, chị Phương Hồi 139k một set nhé. Mình sẽ like nhanh thôi, like nhanh luôn cho chị em xong cái mã này, mình sẽ lên luôn cho chị em mình những cái tiếp tục những cái mã hàng lại size nhé. Có máy size anh Thư Tràng hàng này dưới 57kg là mang ok thôi chị ơi, 57kg đổ lại là mang ok, vừa áo vừa quần nhé. Rồi ok, cái này cho chị Gold Band luôn này. Đấy, chị không có sai, hàng này dưới 57kg là mang ok, dưới 57kg là lên ok luôn cho nhà Nguyên được chưa. Tôi sẽ quay cặn lại cho chị em xem một lần nữa nè, vừa áo vừa quần như thế này nhá, 139k được chưa, nguyên một áo một quần như thế này lên cho nhà Nguyên nè, được chưa. Form này dưới 57kg đổ lại là mang ok lên cho Nguyên, 57kg đổ lại là mang ok, được chưa. Lên cho Nguyên mã Nguyên đang mang là Burberry đó, chị em mình có thể, nếu như mà không ưa chị em mình có thể là mang rời cho Nguyên một cái áo như thế này, hoặc là chị em mình thích thì chị em có thể mang nguyên set một áo vừa quần, còn chị em không thì chị em mình chỉ cần lên lấy cái mã này làm móc khóa cũng được nhá. Xem áo Dior đi Nguyên, Nguyễn Thị Tuyết Nga, áo Dior á, áo Dior Nguyên mang luôn cho nhà mình xem nhá. Rồi ok chị Ánh Hồng Trần có thông tin rồi. Rồi ok, mình sẽ mang luôn cho chị em xem set đi ô, set báo nữa là mình sẽ qua mã này luôn. Và chỉ nhận đơn trên live thôi nhá. Kết thúc live không chốt đơn với cái giá này nữa, nên là chị em mình phải lên luôn cho Nguyên trên live, thì Trân Nguyên sẽ mang luôn cho chị em xem một set đi ô nè. Có gió nam, có chị ơi nhá, có luôn áo gió nam luôn. Đấy, mình sẽ mang luôn cho nhà mình xem đi ô nè. Mã đi ô này mình bán rất là dài nhá. Phải co giãn chứ em, vòng 3 chữ. Co giãn cực kỳ tốt luôn chị ơi nhá, kho giãn cực kỳ tốt luôn nên là cứ yên tâm. Đây mình sẽ quay cận lại cho chị em mình xem chắc vải thì nó có bao nhiêu, không có sai, hàng này dưới 57kg là mà ok thôi nhá. Đây là set Dior Nguyên đang mang này, được chưa, set này là Dior, chị em nhìn kỹ luôn cho nhà Nguyên chắc vải, rất là dài rất là mềm, chị em mình nhìn cái này là hàng Umi xịn luôn cho chị em mình được chưa. Đó, chắc vải nên là chị em cứ yên tâm kho giãn tốt, bao nhiêu ký mang vừa dưới 57kg chị ơi. Một set như thế này vừa áo vừa quần chị em mình sẽ mua với giá 139k, có một áo một quần luôn cho nhà mình luôn, đi tỉnh luôn cho nhà mình là 30 chị ơi, 30 đồng giá 30 nó thật sự là đợt này. Chị Nguyễn Tâm chọn cho Nguyên họa tiết đi chị nhá, chọn cho Nguyên họa tiết đi nhá. Chị đổi Mickey sang Leo được không chị Nguyễn Tuyết thì Tuyết Nga, nếu như thế thì mai bên nhà Nguyên gọi chốt đơn ấy thì báo luôn cho nhà Nguyên nhá. Rồi ok chị Nguyễn Tâm đi ô nhá, ok chị Nguyễn Tâm đi ô. Rồi ok chị Nguyễn Tâm đi ô, mai bên nhà Nguyên gọi chốt đơn thì báo luôn cho nhà Nguyên nhé. Đấy, cứ mai bên nhà Nguyên gọi chốt đơn thì chốt báo luôn cho nhà Nguyên nè. Hàng có sai không chị ơi nhá. Rồi ok chị Tâm nè, chiều mai chị gái lá nhá, một đi ô. Rồi ok chị Tâm, cái áo len Nguyên gửi cho Lý rồi đó, Nguyên gửi cho Lý lúc chị xuống công ty gửi luôn rồi nhá. Rồi ok, Nguyên sẽ lên luôn cho chị em mình một màu nữa là một cái mã báo, rồi Nguyên sẽ chuyển qua mã khác nhá. Kết thúc luôn cái mã này luôn, kết thúc luôn cái mã này. Mình xem tí có một ít hàng bom về mình cũng sale luôn cho chị em mình, được mấy cục thôi không phải là được mấy cục thôi, cái này càng ít càng tốt, nhưng mà được cao tầm 4-5 cục tí xíu nữa mình sẽ khui ra, mình xả luôn cho chị em mình, xả nốt luôn cho chị em mình toàn bộ là những cái mã này, hàng trả về nhá, tí xíu nữa mình sẽ trả
À, mình sẽ mở ra sale luôn cho chị em mình trên live, nên là chị em mình cố gắng chấm tương tác lên cho nhà Nguyên nhé, chấm lên cho nhà Nguyên Sama. Nó một mã nữa là một cái mã báo, một cái mã báo nữa rồi mình sẽ chuyển mã nhé. Mình sẽ sale luôn mấy cái cục bom này cho nó nhanh được chưa. Giờ lên áo gió đây chờ một tí xíu nhé. À, áo ấm lông 40 kg có con Nguyên 40 kg á chị hả? Ồ cái gì mà cái tay 40 kg thì lấy cho Nguyên size nhỏ nhất là size M. Áo lông lấy 40 kg là size nhỏ nhất size M nhá. Vì là một số chị em mình ấy có nhắn tin qua cho nhà Nguyên là ít có like trên trang cá nhân để mà đặt hàng. Thường là Nguyên like trên Nguyên like thường là Nguyên bán giá tương tác nên giá sẽ thấp hơn giá bình thường một tí xíu đó, nên là tối ngày hôm nay Nguyên tăng cường thêm một cái điện thoại nữa để like luôn cho chị em mình đặt hàng trên cái trang cá nhân nhé. Đó nên là chị em mình tranh thủ thường là tại vì là hai like trên hội, trên các hội và trên bếp thôi nhá. À, rồi ok, Nguyên sẽ lên luôn cho chị em một set cuối cùng là một set báo nhé. Một set cuối cùng là một set báo như thế này, 139k Nguyên một set. Chị em nào muốn sang hàng bo thì cứ chia sẻ lên cho chị Nguyên nhé. Riêng hàng bo Nguyên chỉ chốt cho những chị em nào chia sẻ thôi nhá. Và tí xíu nữa Nguyên sale cực kỳ rẻ cho những cái mã hàng bo được chưa. Lên cho Nguyên set này, lên cho Nguyên set báo, và riêng set báo này còn rất là ít, tầm 2 set thôi nhá. Nguyên một set vừa áo vừa quần, tại vì là Nguyên mang luôn cho cái này cho nó gọn không thể thay, còn cái quần thì nó ngang nhau. Nãy giờ Nguyên chỉ thay cho chị em xem cái áo thôi, có còn chị nãy giờ Nguyên lên nè, cái LV Nguyên chưa mang được thôi, còn tất cả là Nguyên đều mang thử cho chị em xem rồi đấy. Tất cả là Nguyên đã mang thử cho chị em mình 139k được chưa, 139k. Rồi ok, Nguyên sẽ lên luôn cho chị em mình cái like bên này. Cái like bên nào mà view thấp thì Nguyên sẽ tắt cái like ở đó nhé. Đấy, này là chị em mình tranh thủ chấm lên cho nhà Nguyên nè. Đấy, Nguyên sẽ tắt cái like trên hội để Nguyên bắt đầu lên hàng bom luôn cho chị em mình nhé. Nguyên sẽ bắt đầu tắt cái like trên hội, nên là những chị em nào muốn săn được hàng sale nhớ chia sẻ lên cho nhà Nguyên được chưa. Mẫu Nguyên mã cuối cùng luôn cho nhà Nguyên, mã nào lên giúp Nguyên là mã gì, mã báo luôn cho nhà Nguyên nhé. Nguyên một set vừa áo vừa quần sẽ có giá luôn cho chị em mình là 139k nhá. 139k chị em mình sẽ có Nguyên một set vừa áo vừa quần. À, gì đây mà có mấy size set màu đỏ nha, màu đỏ chị à, anh Thư Trần có đơn chưa chị Anh Thư Trần ơi nhá. Màu đỏ là bếp Berry đúng không chị? Rồi ok chị Anh Thư Trần nhá. À, chị Anh Thư Trần lên cho Nguyên số điện thoại nè, lên giúp Nguyên số điện thoại nhá, mã này luôn cho chị Anh Thư Trần. Anh Thư Trần chị Anh Thư Trần lên cho Nguyên số điện thoại đi chị nhé, lên cho Nguyên số điện thoại đi. Rồi ok chị Anh Thư Trần nhé. Rồi ok, lên tiếp theo luôn cho nhà Nguyên nè. À, mã như Nguyên đang mang, mã như Nguyên đang mang là một set luôn, vừa áo vừa quần dưới 57 kg là mang ok nhá. Dưới 57 kg là mang ok luôn cho nhà Nguyên nè. Đấy, chị Phương Hạnh có, chị Phương Hạnh một áo và một quần luôn cho nhà Nguyên nhá. Bữa trước có ship rồi đó. Bữa trước ship rồi hả? Đấy, tí xíu nữa Nguyên chát lại chứ cũng không nhớ. Nhiều khi là không nhớ hết được chưa. Rồi ok, Nguyên sẽ chuyển hẳn cái mã này luôn. Nguyên sẽ sale luôn cho chị em mình, Nguyên coi thử còn bao nhiêu cái mã này. Người ta bơm cái gì trong đây? Bơm cái gì trong đây Nguyên sẽ lên luôn cho chị em mình. Và chị em những cái mã bơm này Nguyên chỉ chốt cho những chị em là chia sẻ cái like của nhà Nguyên thôi. Chị nào không chốt, không chia sẻ thì Nguyên sẽ không tính giá sale luôn cho chị em mình được chưa. Những cái mã này toàn bộ là mã hàng bom của nhà Nguyên nhé. Nguyên sẽ lên luôn cho chị em mình, lên nó luôn cho chị em mình, xả luôn mấy cục, 5 cục nhé, có 5 cục luôn cho chị em mình như thế này. Nên là chị em nào muốn săn được hàng sale, muốn săn được hàng bom thì cứ chia sẻ lên cho nhà Nguyên nhé. Chia sẻ cho Nguyên ít nhất một lần công khai lên trang cá nhân được chưa, chỉ cần chừng đó thôi. Một ít nhất một lần công khai lên trang cá nhân, phải là ở chế độ công khai. Chị em nào mà chia sẻ lên cho Nguyên mà ở chế độ bạn bè hoặc là tổ chức buổi xem chung, Nguyên không tính nhé. Nên là chị em mình lưu ý, và những chị em nào được Nguyên chốt giá sale hàng bom này, à, lên áo khoác cho coi đi. Chị Ngọc Hằng, mình thích cái nào, cỡ bao nhiêu ký Nguyên sẽ lên luôn cho nhà mình xem một con áo khoác nhé. Thì nãy giờ chờ áo khoác đúng không? À, đó, chị thích cái nào thì Nguyên sẽ lên luôn thôi. Thích cái màu như thế nào? Đó, cái bảng màu phía sau của nhà Nguyên này, áo khoác bảng màu phía sau này. Đó, ưa cái nào thì Nguyên sẽ lên luôn chứ giờ mà lên. À, rồi chào chị Phạm Liên nhé, giờ mà lên tràn lan nó rất là mất thời gian. Đó, Nguyên sẽ lên luôn cho chị em mình 5 cục hàng bom như thế này, sale luôn cho chị em mình, không biết là cái gì trong này hết. Không biết, Nguyên chẳng biết là trong này là áo gì, nhưng mà Nguyên cũng sale luôn cho chị em mình là
79k nhá. Sale luôn cho chị em mình 79k hàng bom, không biết là size như thế nào nên là chị em mình không có lựa chọn chọn size. Vì là coi như cái này là xả xui nên là Nguyên sẽ sale luôn cho chị em mình đồng giá là 79k, và chị áp dụng cho những chị em nào chia sẻ, chị em nào không chia sẻ không áp dụng giá này nhá. Nguyên sẽ bắt đầu khui luôn cho chị em mình đây, khui luôn cho chị em mình, không biết là có thứ gì trong này mà chắc chủ yếu nhà Nguyên là chủ yếu là áo khoác thôi nhá. Hàng nhà Nguyên nè, cái đầu tiên là cái size L này, cái size L nhá. Len giúp Nguyên con này là size L, bạn đứng xa để nhìn rõ được không? Phạm Liên đứng xa ra xíu nữa á, chờ một tí xíu. Rồi, được chưa Phạm Liên ơi? Nhìn ok chưa này? Tại vì cái điện thoại này là cái điện thoại tăng cường nên là để nó hơi. Đó, ok chưa? Hình như là hơi nghiêng đúng không? Được chưa? Rồi, ok, chị em nào thích săn hàng bom thì là Nguyên sẽ sale luôn cho chị em mình đồng giá 79k, nhưng mà Nguyên nói trước là không chọn size nhá. Chị em nào lên trước thì Nguyên sẽ chốt trước và áp dụng cho những chị em nào chia sẻ cái livestream của nhà Nguyên thôi. Chị nào không chia sẻ livestream Nguyên sẽ xả đơn nhá. Giờ Nguyên có gọi, Nguyên có chốt đơn, có đọc tên chốt đơn thì chị em cứ nhắn tin qua cho nhà Nguyên để Nguyên kiểm tra luôn cái lượt chia sẻ, được chưa? Cái này không, mục đích không phải là tiết kiệm gì cái tiền mà gọi chốt đơn hết, nhưng mà để kiểm tra là chị em mình đã nhiệt tình với nhà Nguyên hay chưa, đã chia sẻ cho nhà Nguyên hay chưa nhá. Nên là chị em lên giúp Nguyên nè, chia sẻ cho Nguyên ít nhất một lần công khai lên trang cá nhân, như thế là được rồi. Và comment lên giúp Nguyên là bom 79k, kèm luôn cho Nguyên số điện thoại, được chưa? Nguyên sẽ lên luôn cho chị em mình con đầu tiên. Lên giúp Nguyên con này bom 79k, Nguyên sẽ có luôn cho cả nhà mình một cái áo khoác size L màu ghi, được chưa? Con đầu tiên lên cho Nguyên bom 1 này, bom 1 đi cho nó khỏe nhá, khoác size L màu ghi. À, em lên kiểu chị, em lên kiểu cho chị chọn nha chị, tại vì cái line này là cái line sale nên là nó tùm lum hàng luôn, nên giờ mà chị biểu lên từng màu từng mã rất là lâu nhá. Hoặc là chị nhắn tin qua cho nhà Nguyên, hoặc là vào những cái live stream trước của nhà Nguyên, chị cứ đặt lên đây mã nào thì bên nhà Nguyên sẽ tính giá giảm luôn cho chị trên cái live ngày hôm nay. Còn mà chị thích mẫu như thế nào thì chị cứ việc chủ động ấy qua cho nhà Nguyên nhá. À, bộ quần đùi hả em? Chị Phạm Liên, không phải quần đùi chị, quần dài đây, quần dài nhưng mà Nguyên ấy ra cho nó tiện chị nhá. Một set như thế này là 100, sale 139k này chị. Một set vừa áo vừa quần như Nguyên đang mang 139k, không phải quần đùi nhá. Quần dài chứ không phải quần đùi, được chưa? Rồi ok, cứ lên mẫu bộ thì cứ lên mẫu bộ luôn cho nhà Nguyên, chỉ sale trên line. Khoác size L màu ghi. Rồi ok, ngăn KB cái đầu tiên nhá. Không, lên đúng cho Nguyên cú pháp nè. Bom. Bom nhá, bom 79k. Kèm luôn cho Nguyên mã bom 1, bom 179k, được chưa? Nguyên sẽ biết con này là mã bom 1 nhá. Mã bom 179k lên đúng cú pháp luôn cho nhà Nguyên này. Con thứ hai Nguyên sẽ lên luôn cho chị em mình. Chắc là trên này là cái gì? Con thứ hai nhá, lên giúp Nguyên con này, con bom 2. Đó, cái này toàn bộ là hàng Đà Nẵng đây. Đà Nẵng đây chứ không đi đâu xa hết nhá. Đà Nẵng đây chứ không đi đâu xa hết, lên cho Nguyên giúp Nguyên luôn. Con này, à con này Nguyên sẽ sale rẻ hơn vì là Nguyên bạn đang bán 79k rồi. Lên cho Nguyên bom 2. Lên cho Nguyên bao nhiêu? 49k. Bom 2 49k là một con áo len này. Bom 2 49k. Lên cho Nguyên nè. Rồi ok, ngăn KB nhá. Rồi ok, chốt cái này cho ngăn KB, ngăn KB như có đơn rồi đúng không? Rồi ok, cái này chốt cho ngăn KB. Ngăn KB, lên cho Nguyên bom 2, lên cho nhà Nguyên nhá. Bom 2. Mai Dung chốt chặn rồi, ngăn KB chốt trước rồi, tại vì Nguyên like tặng 3 máy là. Nên là chị em nào lên trước, chỉ có cây bút lông mà cứ đi tìm miết thôi. Nên là chị em nào lên trước sẽ có trước nhá. Đó, nên là chị em mình lưu ý luôn cho nhà Nguyên nè. Rồi ok, à, ngăn KB nè 79k nhá. Đấy, lên giúp Nguyên con bom 2. À, rồi ok, à, chị Hạ Trần trước chị Nguyễn Tâm rồi. Chị Hạ Trần trước chị Nguyễn Tâm rồi nhá. Rồi ok, cho chị Hạ Trần. Đó, mình sẽ ưu tiên cho những chị em nào lên đây nhanh thôi nhá. Đây cho Nguyên con này bom 2. Bom 2 49k, được chưa? Rồi ok, chị Hạ Trần trước chị Nguyễn Tâm. Còn rất là nhiều nên chị em mình cố gắng. Và những chị em nào này, lưu ý chị em nào được Nguyên chốt giá sale hàng bom này thì phải nháy nhắn tin qua cho nhà Nguyên nhá. Chị nào không nhắn tin, Nguyên sẽ xả đơn, được chưa? Không nhắn tin để Nguyên kiểm tra được cái việc chia sẻ là Nguyên sẽ xả đơn. Em dồn đơn nha chị. Rồi ok, ngăn KB nhá. À, thứ hai đi hàng, hình như shop mình ở Hoàng Văn Thái ha bạn. Đúng rồi chị Phạm Liên ơi. Rồi ok, chị
Hà Trần nhá. Đấy còn rất là nhiều nên thì em mình cố gắng chia sẻ luôn cho nhà Nguyên được chưa? Chia sẻ lên cho Nguyên ít trên trang cá nhân này, 49k này. Đó bình thường đang sale cái mã này 79k, nhưng mà cái mã này hàng bom, coi như là cái này hàng này là xả 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 xui đây, xả xui bom hàng về nên là Nguyên xả xui thôi được chưa? Lên tiếp theo luôn cho nhà Nguyên này. Khi mà nó ghi tùm lum trời. Hai con màu vàng 79k nhá. Hai con gió màu vàng 79k. Lên giúp nguyên mã này là bom 3 và bom 4 nhá. Con bom 3 luôn cho nhà Nguyên này. Bom 3 lên cho nhà Nguyên là một con size M lên cho nhà Nguyên nhá. À, mã như Nguyên đang mang còn không? Mã như Nguyên còn một set là 139k. Lên giúp nguyên con này bom 3 lên cho nhà Nguyên nhá. Và lưu ý luôn cho nhà Nguyên mã bom là Nguyên sẽ sale đồng giá 79k bất kể nhá. Rồi ok chị Nguyễn Tâm bom 3 nhá. Chị Nguyễn Tâm bom 3 nè. Đó 79k cho chị Nguyễn Tâm bom 3 nhá. Rồi ok chị Nguyễn Tâm chốt trước rồi. Rồi ok chị Nguyễn Tâm bom 3. Đó, ưu tiên cho những chị em nào 79k này, ghi cái giá chứ không biết là tối mình đã sale cái giá nào nhá. Chị Phương hồi chậm rồi, chị Phương hồi, chị Tiêu Ốc, chị Cát Tường chậm hết rồi. Cái này cho chị Nguyễn Tâm trước nhá. Rồi ok, cái đó là size M nhá. Lên tiếp theo luôn cho Nguyên một con size XL. Bom 4 lên cho nhà Nguyên một con size XL được chưa? Bom 4 lên cho nhà Nguyên một con Rồi ok chị Diệu Ngô nè. Ok chị Diệu Ngô nhá, lên cho Nguyên bom 4 size XL. Rồi ok chị Diệu Ngô. 9 rưỡi. Ai dây không sửa đó. Thôi vui ghê. Đằng nào tham gia live của em à, chị Trần Bích Ngân chậm rồi, chậm rồi, nói rồi những cái mã này nhanh lắm, những cái mã sale, cái này là sale 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 này là sale xả xui đây, sale xả xui. Rồi tiếp theo sẽ mở cặp tiếp theo luôn cho nhà Nguyên nè. Chị Anh Thư Trần cũng chậm rồi. Nó là những chị em mà lưu ý là những chị em nào được Nguyên chốt giá sale này thì chị em nhớ nhắn tin qua cho nhà Nguyên nhé, để Nguyên kiểm tra luôn cái lượt chia sẻ luôn cho chị em mình, để Nguyên kiểm tra luôn cái lượt chia sẻ luôn cho nhà mình luôn đấy. Chị em nào không nhắn tin qua Nguyên sẽ xả đơn nhá, không nhắn tin qua Nguyên sẽ xả đơn này đấy. Đồng giá ô một con này nữa, chị em nào lúc nãy chưa săn được cái mã này thì nhanh tay lên cho nhà Nguyên nhá. Bom máy rồi, bom 5. Cái mã này ngày hôm qua người ta bom trên, người ta đặt đây hôm qua hôm kia, mà ngày hôm nay tại vì ngày hôm qua Nguyên đã sale, ngày hôm qua Nguyên sẽ để cái đơn này đi tầm mấy ngày trước, tầm mấy ngày trước. Lên cho Nguyên bom 5 nhá. Bom 5 lên cho Nguyên số điện thoại luôn cho nhà Nguyên 49k được chưa? Bom 5 lên cho nhà Nguyên. Và con cuối cùng đâu còn không, đây còn một con cuối cùng này. Bom 5 lên cho nhà Nguyên nhá. Con cuối cùng một con áo gió, một con áo gió. Rồi ok cho chị Anh Thư Trần lên trước rồi. Có áo gió hàng bom nào màu xốp không chị nhá. Rồi ok cho chị Anh Thư Trần lên trước rồi nhá. Rồi ok cho chị Anh Thư Trần, hình như là có đơn rồi đúng không? Rồi ok cho chị Anh Thư Trần, đang cái bút lông đây rồi nhá. Lên cho Nguyên bom 5 chốt cho chị Anh Thư Trần trước rồi, trên hội trước rồi, tại vì Nguyên nói là Nguyên like trên 3 máy là nhá. Anh Thư Trần kiểu này là chắc chị em mình trong Nguyên có hàng bom quá nhá. 49k này trong có hàng bom, nhưng mà không biết cái này là chiều ship shipper nó mới rinh lên được chừng này cọc đây, được chừng này cọc nên là Nguyên sẽ xả luôn, xả này là không biết là giá ở đâu luôn đó, coi như là xả xui luôn nhá. Rồi ok chị Anh Thư Trần nhá. Lên một cái nữa. Một con màu xanh đen được chưa? Len dốc nguyên xanh đen đấy, len dốc nguyên xanh đen. Giờ chị em mình chưa Nguyên đọc, chưa đọc mã mà chị em comment hết rồi, giờ không biết chốt cho ai nhá. Giờ chị em mình chốt cho Nguyên mã này, bom xanh đen, bom xanh đen lên cho Nguyên kèm số điện thoại luôn nhá. Bom xanh đen luôn cho nhà Nguyên, tại vì Nguyên chưa đọc,
Nguyên chưa đọc mà chị em mình cứ thấy rồi, chị em mình cứ lên đơn rồi, không biết là chốt cho ai nhá. Giờ lên giúp Nguyên là bom xanh đen nhá. Bom xanh đen, lên luôn cho Nguyên số điện thoại để chốt con này nhá. 79k bom xanh đen, một con cuối cùng của cái mã hàng bom nhá. Một con cuối cùng của cái mã hàng bom lên cho nhà Nguyên size L nhá. Size L bom xanh đen luôn cho nhà Nguyên nè. Đó. Rồi ok cho chị. Chị Hà Trần có cái rồi, chốt cho người khác đi. Chị Cát Tường nãy giờ chưa được đúng không? Chốt cho chị Cát Tường nhá. Chị Hà Trần nãy hình như là có cái rồi. Chị Trần Bích Ngăn mình chậm rồi nhá. Rồi ok cho chị Cát Tường nhá. Đấy chị nãy giờ chị Hà Trần hình như có cái rồi, thôi nhường cho người khác nhá. Đấy chị em chọn mẫu khác đi. Nguyễn Thị Tuyết Nga nhá. Chị em mình chậm rồi. Chốt cho chị trên này cho chị gì? Chị Cát Tường trước nhá. Đấy lên mã khác đây, Nguyên nói là bom nhà Nguyên chủ yếu là hàng nhà Nguyên chủ yếu là hàng áo khoác, mà biểu lên kiểu khoác là kiểu gì nhá. Đấy Nguyên sẽ lên luôn cho chị em ở đây cho chị Cát Tường nè. Còn cái gì bom nữa, đang thấy hàng bom rồi, thấy hàng bom rồi. À đây còn một cục, còn một cục, nhưng mà con này chị đã có mua chưa? Có hả chị Hà Trần? Ok thôi chốt cho chị Hà Trần lên trước nhá. Chị Hà Trần Nguyên thấy ở trên. Rồi ok, thế mình chốt cho chị Hà Trang, sorry chị Cát Tường, tại vì cũng nhớ là chị Hà Trang có đơn thôi nhá. Rồi ok, còn một cái nữa nhá. Còn một cái nữa nên là Nguyên sẽ lên luôn cho chị em mình, những chị em mình phải nhanh tay, tại vì những cái mã này Nguyên xả nó thực sự là xả lỗ. Rồi ok cho chị Hà Trang nè. Rồi ok, tôi sẽ lên con này nhưng mà không xả 79k. Nhưng mà tại vì con bom này nó to quá, nó to quá không có xả luôn cho chị em mình 79k được nhá. Nguyên sẽ xả luôn cho chị em mình một con lóc lông, được chưa? Một con lóc lông nên là Nguyên sẽ xả luôn cho chị em mình bao nhiêu? 149k nhá. 149k đó, xả bom cho chị em mình con này 149k, được chưa? 149k nhưng mà chưa biết size gì luôn. Nãy giờ chị em mình chốt không hỏi size gì mà chị em mình chốt luôn đúng không? Nãy giờ chị em mình không hỏi, lỡ chị em mình mua về rồi thì chị em mình không tí chị nhắn tin địa chỉ luôn nha. Chị ở Đà Nẵng rồi ok. Nãy giờ chị em mình không để ý cái size rồi, lỡ gì về chị em mình không mang được thì sao nhá. Rồi ok, lên con tiếp theo luôn cho nhà Nguyên. Bom lông nhá, mã này là bom lông, lên luôn cho nhà Nguyên nè. Một con bom cuối cùng, một con bom này nó to quá. 100 con bom lông này XL rồi, XL nhá. Lên cho Nguyên con bom lông XL, lên cho Nguyên bom lông nhá, size XL. Nguyên sẽ lên luôn cho chị em mình con bom này 149k. Một con bom cuối cùng 149k lên cho giúp Nguyên nhá. Rồi ok, Nguyên sẽ qua mã khác luôn, qua nhanh cái mã khác luôn cho chị em mình. Nguyên coi còn cái gì, còn cái gì lẻ size lẻ mẫu hết là Nguyên sẽ sale hết luôn cho chị em mình trên live ngày hôm nay thôi, trên live ngày hôm nay nhá. Chị em nào có ưa chống nắng không nè? Chống nắng thì còn hai cục này, áo chống nắng còn nữ còn hai cục nhá. Còn hai cục 52kg xe. Rồi ok cho chị Tâm Nguyễn nhá. Ok cho chị Tâm Nguyễn mã bom lông nè. Rồi hết hàng bom nhá. Ok chị nè, hết hàng bom. Rồi ok cho chị Tâm Nguyễn nè. Rồi ok chị Tâm Nguyễn rồi nhá. Chị em mình vào chậm đúng không? Chị em mình chậm hơn so với Nguyên nhiều. Rồi ok, Nguyên sẽ lên luôn tiếp theo luôn cho chị em mình nè. Sẽ còn hai con áo chống nắng của nữ. Hai con áo chống nắng của nữ nhá. Và bao nhiêu? 3. Tí xíu còn cái mã này Nguyên cũng sale luôn cho chị em mình. Tại vì cái mã này Nguyên không có hàng nữa, tí xíu Nguyên cũng sale luôn cho chị em mình. Và chỉ sale trên live, duy nhất trên live thôi. Chứ còn mà chị em mình nhắn tin qua không sale giá này nhá. Tí xíu nữa còn ba con duy nhất, cái màu xanh ngọc này, cái mã hàng mà hàng xước á, chị em là mua cái mã hàng xước của nhà Nguyên là biết rồi. Tí xíu luôn còn luôn cho chị em mình. Còn nốt luôn ba con, chủ yếu là size L thôi. Còn nốt ba con, một cái size M hay cái size L, tí xíu nào Nguyên cũng sale luôn cho chị em mình, được chưa? Còn luôn cho nhà Nguyên nè. Trên hội cũng phát lại xíu nha. Trên hội hoặc là chị em nào đang xem cái live của Nguyên trên hội Đà Nẵng ấy, thì có thể vào ngay trang cá nhân của nhà Nguyên để xem. Tại vì là Nguyên sẽ kết thúc cái live đi nè.
đó, tại vì view kém rồi con sẽ kết thúc để con phát thêm một cái like mới nhé, con sẽ phát thêm một cái like mới để chốt cho nhanh nó nhanh đó. Còn bao nhiêu hai cái của nữ và bốn cái của nam con cũng sale luôn trên like luôn cho chị em mình, nên là chị em mình, những chị em nào đang xem like của Nguyên Trinh hội có thể là vào ngay trang cá nhân của nhà Nguyên nhé, con sẽ cố định cái like ở đó, con sẽ kết thúc cái like Nguyên hội nhé. Rồi ok, Nguyên còn một ít mã áo chống nắng này Nguyên cũng sale luôn trên like luôn cho chị em mình. Chỉ sale trên like chị em mình để ý nhé, nên là chị em mình tranh thủ những cái mã này. Hàng nữ thì bình thường Nguyên bán 135.000 rồi nhá, hàng nam thì bình thường Nguyên bán 165.000 nhá. Riêng cái áo chống nắng nè, riêng áo chống nắng bình thường ấy thì áo nữ là Nguyên bán là 135.000, áo nam thì Nguyên bán là 165.000, nhưng mà hiện tại còn hai cái duy nhất của nữ, được chưa? Hai cái duy nhất của nữ và bốn cái của nam, Nguyên cũng sale luôn cho chị em mình duy nhất trên like này thôi. Chứ còn bình thường chị em mình vẫn nhắn tin qua cho nhà Nguyên áo áo thông hơi còn không, thì Nguyên vẫn bán giá 135.000 cho áo nữ, 165.000 cho nam nhá. Nhưng mà trên like này coi như là cái giá cái like này là cái like Nguyên dọn kho những cái mã nào lại sai Nguyên mới sale thôi nhá. Nguyên sẽ sale luôn cho chị em mình, Nguyên sẽ mở ra cho chị em mình xem form này là nữ là hai cái size M, một cái màu này gọi là màu xanh than và một cái này là chị Diệu Diệu Ngô không có xanh ngọc, chị ơi nhá, chị Diệu Ngô không có xanh ngọc, Nguyên chỉ có hai màu duy nhất này là màu xanh than như thế này và một màu xám như thế này nhá. Sale luôn cho chị em mình, của nữ là 79k, của nam là 99k nhá. Cái này toàn bộ là sale lỗ luôn, nên là chị em mình tranh thủ cái like này toàn bộ là sale lỗ nhá. Sẽ có hai màu size M này cho chị em mình, trên size M thì tầm trên 50kg, trên 50kg nhá, tầm 52kg, tầm 52kg đến 57-58kg nhá, đến 57-58kg rồi ok chị Diệu Ngô một cái này. Còn một cái xanh than của nữ nhỉ nhá. Đấy là còn bao nhiêu, còn hai cái của nam và một cái của nữ rồi ok cho chị Diệu Ngô con này nhá. Ok chị Diệu Ngô. 79k nhá. Nữ chị lấy nữ Tâm Trương chị. Thế còn xanh than thôi chị Tâm Trương ơi, còn xanh than thôi nhá. Chị lấy xanh than thì lấy xanh than 79k. À, chị Mai Dung lên trước rồi, chị Mai Dung lên trước chị ấy rồi, chị ấy rồi, chị Tâm Trương rồi nhá. Rồi ok nè. Hết rồi, từ từ chờ một xíu. À chị Tâm Trương lên trên. Chị Tâm Trương con xám nè. Tâm Trương nè. Con xám nè. Sorry chị em mình nhá. 79k nè. Chị Tâm Trương con nè. Còn chị sao vậy đó em? Hết rồi chị Diệu Ngô ơi. Rồi ok chị mà. Chờ một xíu nhé. Xanh than. Xanh than size M chị nhé. Hết rồi, còn của nam thôi. Thế là còn của nam thôi nhá, còn của nam. Xanh than này. Đây xanh than chị Tam Trương, của chị Tam Trương xanh than đây. Rồi của chị Mai Dung xám nhá. Hết nè. Chị Mai Dung xám. Nói chung là ngày hôm nay là dọn sạch kho hết hết luôn cả mà cái mã áo chống nắng luôn đó, nên là chị em mình nhanh tay thôi. Những cái mã này tại vì là sale lỗ rất là nhiều rồi, bình thường không bao giờ có những cái mã này, có sale đầu like cũng có cái mã này không có được cái giá 79k luôn nhá. Rồi ok chị, hết cái mã này, Nguyên sẽ còn của nam thôi, còn duy nhất của nam và sẽ có luôn cho chị em mình là bao nhiêu màu, hai màu duy nhất nhá. Hai màu duy nhất là màu xanh than của nam là 99k lên giúp Nguyên nhá. Của nam là 99k, bình thường là Nguyên bán là 165.000, là chị em mình biết mức độ nó lỗ bao nhiêu rồi nhá, nên là chị em mình phải tranh thủ nè. Của nam Nguyên sẽ có màu xanh than CM nhá, xanh than CM, xanh than CXL và hai cái này, hai cái sấm đậm này cũng size XL lên cho nhà Nguyên nhá. Của nam size 99k được chưa? Hàng này hàng thông ơi. À còn thêm cái nữa nè. Đây xanh than còn cái ngoài này. Xanh than còn cái này size M, xanh than hiện tại là hai cái size M nhé. Bao nhiêu chị phim Sky sale áo nam của áo chống nắng của nam là 99k nhé. Áo chống nắng nữ hết rồi, được chưa? Chị em mình lên giúp Nguyên mã này áo chống nắng của nam sẽ có hai size
Nhầm, sẽ có hai màu nè. Màu đầu tiên Hương sẽ có hai cái CM của màu xanh than, một cái xanh than XL nữa là ba cái xanh than. Và nó luôn cho chị em mình hai cái màu màu ghi đậm như thế này nhá. Màu ghi đậm cũng 99k nhá. 99k được chưa? Cho nam mình sẽ qua nhanh cái mã này thôi, cho những chị em nào nhanh tay thôi nhá. 99k bình thường là mình sẽ lỗ rất là nhiều, bình thường bán là 165.000 một cái rồi nhá, cho hàng nam. Còn vì là còn lại size 5 cái duy nhất thôi nhá, nên là chị em nào lên trước thì sẽ có trước nè. Đấy rồi, ok, cho chị Thúy Minh một con size M này. Ok, chị Thúy Minh một con size M nhá. Ok, chị Thúy Minh một con size M được chưa? Sẽ còn luôn cho chị em mình một con size M và hai con XL đó, hai con XL nhá, còn một con size M màu đen thôi nhá. Áo nữ bao nhiêu áo nữ hết rồi. Rồi ok, chị Thúy Minh phim sky áo nữ hết rồi nhá. À, Thúy Minh này, cái này 99k này nhá, hết của nữ rồi. À, mã nguyên đăng ma 63kg, nam ma size gì, 63kg ma size L, nhưng mà đây không có size L nhá. 63kg lấy trong size L, nhưng mà hiện tại cũng không có size L, chỉ có XL thôi chị ơi. Chỉ có XL với M thôi nhá. Tầm chờ một xíu. Chị Thúy Trương 63kg cao bao nhiêu nhá? Anh chồng em cũng 63kg mà mét 68 nhưng mà mang size L thì rộng nhá. Nam size M khoảng mấy ký em? Nam size M khoảng, Quân nói thật sự, nam size M tầm 62kg đổ lại. 63kg còn mang ok nhá, tại vì anh chồng của em á là 62kg nhưng mà mang size L bị rộng. Tại vì hôm đợt trước là muốn lấy cho anh cái nhưng mà hết size M nên lấy cho anh size L, nên là mang hơi bị rộng, nên là có thể mang size M là ok nhá. 63kg là mang đổ lại là mang ok. Nếu như cao một tí xíu, chồng em cao tầm 1m68 được chưa? Lên cho nguyên mã nam chị em mình tranh thủ mua đi. Tại vì vào mùa lại cái khoảng qua Tết là mình sẽ chạy lại áo chống nắng thì cũng không có được những cái giá này. Coi như là dọn bao nhiêu dọn nó luôn nhá. Nam là 99k rồi ok. Nguyên sẽ qua tiếp luôn cho chị em mình nè. À, còn cái nữa, còn cái quài chống nắng. Quà chống nắng Hương cũng sale luôn cho chị em mình trên live được chưa? Xả luôn cho chị em mình trên live cũng 79k luôn. Quà chống nắng lên cho chồng Nguyên và bảng màu như thế nào? Bình thường Hương bán 140 một cái đúng không? Đó, sale luôn cho chị em mình 79k. Đó, sale nó luôn cho chị em mình. Cái này, những cái mã này thật sự là để qua lại, qua Tết mùa lại chạy lại áo chống nắng được. Nhưng mà thôi, còn cái gì coi như là sale nó để cho chị em mình trải nghiệm. Mùa sau chị em mình biết chắc chắc của nó như thế nào thì cứ áo chống nắng thì cứ quay lại nhà Nguyên mà mua được chưa. Nguyên sẽ lên luôn cho chị em cái quà chống nắng này sẽ có bao nhiêu màu. Sale luôn cho chị em mình 79k nhé. Nên là chị em mình tranh thủ thôi. Bình thường vừa rồi là Nguyên có sale một đợt. Vừa rồi Nguyên có sale một đợt là xanh than size M rồi ok cho chị Thúy Diệu nhé. Rồi ok cho chị Thúy Diệu một cái xanh than nữa size M. Rồi ok cho chị Thúy Diệu nhé. Quân sẽ lên quà chống nắng luôn cho chị em mình. Vừa rồi Quân có sale một đợt rồi mà sale với giá 99k nhá. Ngày hôm nay nó thực sự là cực kỳ lỗ chứ không phải lỗ nữa. Cho miếng nước nữa. Cực kỳ lỗ chứ không phải rồi ok cho chị Trang Thùy một cái nè, chị Thúy Diệu một cái nhá. Rồi ok, hết size M, hiện tại là còn size XL thôi, ba cái là size XL nên là chị em mình nhanh tay nhé. Hết size L và cũng sẽ lên luôn cho chị em mình quà chống nắng nhá. Còn bao nhiêu cái quà chống nắng tối nay là toàn bộ là xả kho nhá. Rồi ok, chị Trần Thùy có, chị Thúy Diệu có, những chị em nào xem like cố gắng chấm lên cho nhà Nguyên xin một vài chấm tương tác nhé. Chấm lên cho nhà Nguyên một vài chấm tương tác. Rồi ok cho chị Trang Thùy chứ không phải Trần Thùy. Rồi ok cho chị Trang Thùy một cái này. Trang Thùy một cái 99k này. Đấy của nam nhá. Của nam có túi nhưng mà tí xíu nữa Nguyên sẽ dọn ra, Nguyên sẽ bọc túi cho chị em mình. Tại vì cái này Nguyên bỏ ra ngoài để bảo mẫu nhá, chứ có túi cả. Có túi cả nhá. Rồi ok cho chị Thúy Diệu một cái nữa. Là hết của nam size M. Hết nam size M nhá. Nguyên sẽ còn luôn cho chị em mình, Nguyên sẽ lên quầy chống nắng luôn. Còn bao nhiêu chị em mình tranh thủ mua nó luôn. Vì thật sự nè, thực sự mùa này nó lạnh nhưng mà quầy chống nắng vẫn cần. Đó, chị em mình ra ngồi nó vẫn nắng, lạnh nhưng mà nó vẫn nắng nhá. Nên là chị em mình tranh thủ, vì lâu nay Nguyên cũng không lên quầy đâu. Lâu nay Nguyên cũng không lên quầy chống nắng luôn cho chị em mình rồi. Rồi ok, Nguyên sẽ qua nhanh luôn cho chị em mình, chờ một tí xíu nhé. Rồi ok, hết size M của nam. Hết size M của nam nhé. Rồi ok, Nguyên sẽ lên tiếp luôn cho chị em mình quà chống nắng. Sale luôn cho chị em mình trên like 79k. Rồi ok, chị Trang Thúy có số điện thoại. Nãy giờ chị Trang Thúy chưa có đơn à. Quên hỏi luôn, Nguyên tưởng nãy giờ có đơn rồi quên hỏi luôn cho chị em mình. Được chưa? Còn một ít quà chống nắng sale luôn cho chị em mình bao nhiêu? 79k. Sale rẻ quá hè, sale lỗ quá hè. Nhưng mà còn rất là ít. Thôi sale luôn cho chị em mình coi như mùa sau. Cái chất của cái áo, nếu như mà chị em mình cái like này chị em mình chưa săn được cái áo chống nắng sale ấy
thì chị em mình cứ thấy cái chất của nguyên đợt sau cái áo chống nắng, chị em mình thích áo chống nắng thì cái chất liệu vải nó y như là cái quài này thôi nhá, nên là chị em mình nhanh tay lên cho nhà Nguyên nè, chắc hoàn toàn giống nè, Nguyên sẽ có bảng màu như thế này. Chị em nào mua vừa rồi đã mua được áo chống nắng rồi cùng bảng màu như thế này thì chị em mình tranh thủ lên cho Nguyên quài nhé, quài chống nắng lên cho Nguyên 79k, Nguyên sẽ lên luôn cho chị em mình bảng màu 79k, chị em nhớ là 79k thôi được chưa. Nên là sale ngày hôm nay toàn bộ, nãy giờ chị em mình thấy toàn bộ là Nguyên sale lỗ, mã Nguyên đang mang còn mã Nguyên đang mang nguyên một set 139k một set cho cái mã Nguyên đang mang nhé. Đó, Nguyên sẽ lên luôn cho chị em mình cái bảng màu, Nguyên sẽ quay thử mang thử cho chị em xem một cái nào, Nguyên sẽ đứng lên cho chị em nhìn form nhé, đứng lên cho chị em mình một bao nhiêu một cái, một 79k chị ơi, 79k sẽ đứng lên cho chị em nhìn form của cái quài chống nắng của nhà Nguyên này, đứng lên cho chị em lên cao một tí xíu cho chị em nhìn luôn rõ cái quài luôn nhá. Hàng này không có sai nhá, không còn áo nam à, chị Nguyễn Thanh My còn áo nam size XL thôi chị, còn áo nam size XL chị Nguyễn Thanh My nè, size XL sale 99k, 3 màu nhầm 2 màu như thế này, lấy thì nhanh tay luôn cho nhà Nguyên có 3 màu duy nhất nhá. Cái này là áo thông hơi chống tiêu UV luôn cho nhà Nguyên nè, 3 màu duy nhất và toàn bộ là size XL nhá, toàn bộ là size XL sale luôn 99k, để 3 cái ở đây, chị em nào lấy thì cứ báo Nguyên nhá, cho em xem phao nữ. Hàng nhà Nguyên không có hàng áo phao chị ơi, chỉ có áo gió thôi, không có áo phao chị nhá, chỉ có áo gió không có áo phao. Nguyên sẽ đứng lên cho chị em mình xem cái quài này nữa thôi, một cái quài nữa là Nguyên sẽ qua mã quài chống nắng này, Nguyên sẽ sale luôn cho chị em mình là 79k. Đó, chị em nào đã mua được cái mã áo chống nắng của nhà Nguyên rồi thì có thể là kết hợp luôn mua một cái này, đó cho Nguyên một cặp 79k chị nhá. Nguyên sẽ đứng lên cho chị em nhìn cái form này, đứng lên cho chị em nhìn cái form của cái quài chống nắng của nhà Nguyên nhá, toàn bộ cái mã này nó chất của nó thì giống như là cái chất của áo chống nắng ấy. Đó, cái này mang rất là mát luôn. Đấy, chị em nhìn kỹ luôn cho nhà Nguyên và sẽ có bao nhiêu màu, 1, 2, 3, 4 màu, chỉ có 4 màu thôi nhá. Đây là chị em mình nhanh tay và còn rất là ít. Đấy, Nguyên sẽ mang thử cho chị em mình xem nè. Toàn bộ người ta những cái mã này nè, người ta sẽ may luôn cho chị em, may hẳn luôn cho chị em mình cái túi ở trong này. Túi nó lặn ở trong này chứ không phải bình thường chị em mình phải mua những cái mã này thì cái túi người ta may đắp ở ngoài đúng không? May đắp một cái túi ở ngoài như thế này, còn riêng cái mã này nó may hẳn luôn cho chị em mình, may chìm như thế này luôn. Nên á là chị em mình bỏ điện thoại rồi là nó sẽ không có bị trồi ra nhá. À, rồi ok cho chị Nguyễn Thanh My một cái xanh than XL nam, rồi ok chị Nguyễn Thanh My. Đó, chị em nhìn kỹ luôn cho Nguyên này. Đó, một cái quà chống nắng của nhà Nguyên và sale luôn cho chị em mình trên like là 79k được chưa? Nên là chị em mình nhanh tay luôn cho nhà Nguyên nè, cho xem áo gió nữ với áo gió nữ cho Nguyên like luôn cái mã này, Nguyên sẽ lên áo gió nữ luôn cho chị em mình được chưa? Đó, lên cho Nguyên cái bảng màu đầu tiên, Nguyên sẽ có luôn cho nhà mình luôn là màu áo Nguyên đang mang có bán không? Có chị, Nguyên bán nguyên một set luôn. Cái mã Nguyên đang mang thì có một set luôn và sẽ sale trên like. Duy nhất trên like là 139k một set nhé, phải không? Nãy giờ Nguyên sẽ sale 139k đúng không? 139k một set nhá, nhiều khi là sale lỗ quá rồi không nhớ cái giá luôn. Được chưa, Nguyên sẽ có bảng màu nè. Màu này lên giúp Nguyên là màu xanh ngọc là màu đầu tiên nhá. Màu thứ hai Nguyên lên cho cả nhà mình là màu xanh than như thế này. À, rồi chị cho chị cái Nguyễn Thanh My một cái nữa, chị Nguyễn Thanh My lên lái hay là sao chị ơi? Nhá, hết màu xanh than. Còn hết xanh than nhá, còn màu xám đậm thôi. Nhá, chị em nào thích áo gió chờ một tí xíu đi, Nguyên lên luôn cho hết cái mã này. Lên luôn cho hết cái mã này đã nhá. À, rồi ok chị Nguyễn Thanh My nè. À, có áo khoác không? Hết ra áo khoác gì chị? Áo khoác trong nắng là em hết rồi, chỉ còn áo khoác gió thôi nhá. Chỉ còn áo khoác gió thôi, Nguyên sẽ lên luôn cho chị em màu tiếp theo nè. Sẽ có màu hồng. Đây, nói luôn cho chị em mình 3 màu nữa là Nguyên sẽ chuyển mã nhá. Nên là chị em mình tranh thủ luôn cho nhà Nguyên nè, lên cho Nguyên quài chống nắng, lên áo gió để mua thêm luôn chị. Trang thì chờ một tí xíu Nguyên mang nó luôn cho chị em mình 3 màu này nữa thôi là Nguyên sẽ lên luôn áo gió luôn cho nhà mình được chưa? Nguyên sẽ sale lên trên like. Nên là chị em mình tranh thủ, chỉ có cái like này Nguyên sale nhiều như thế thôi nhá. Đấy, ngẫu hứng thôi. Đấy, chị em mình tranh thủ này, màu tiếp theo sẽ có màu hồng nhá. Ừ, để chị lên lái rồi ok chị Nguyễn Thanh My nhá. Ok chị Nguyễn Thanh My. Màu thứ hai, cái này không có sai chị ơi. Cái bảng chung này rất là rộng. Bảng chung này rất là rộng nè. Đó, chị em mình nhìn kỹ nè, chất này rất là mát, chị em mình tranh thủ để dành luôn cho nhà mình một cái 79k mà chị em mình không săn được rất là phí nhá. À, xem lại cái xám đậm em. Xám đậm này chị Nguyễn Thanh My, màu xám đậm của nhà em nè. Đó, lái thì Nguyên chừa luôn nhé, còn hai cái duy nhất thôi. Của nam còn hai cái duy nhất nhé. Màu thứ hai Nguyên sẽ có luôn cho cả nhà mình màu hồng nè, màu hồng, màu xanh biển và một màu cuối cùng là xanh than nhé. 79k chị ơi. Đó, chị em mình lên giúp Nguyên cái mã này là quầy 79k, kèm luôn cho Nguyên số điện thoại nhé.
đó chị em mình tranh thủ luôn cho nhà nguyên này. Bảng này bảng chung này rất là rộng nè, nay là những chị em nào bụng to bụng bự gì cũng được hết, những chị em mà bụng nhỏ thì có thể là ra quầy người ta bóp vào một tí xíu, nhưng nguyên là nguyên mang là hơi bị rộng một tí xíu nhá. Len giúp nguyên mã này là len cho nguyên là xanh biển nhá, còn đúng đúng luôn cho chị em mình là 3 5 cái duy nhất cho 5 chị em nào nhanh tay thôi nhá. À, rồi ok cho chị vỏ lên một cái màu hồng này, rồi ok chị vỏ lên một cái màu hồng nhá. Đấy, vỏ lên một cái màu hồng. À, lên luôn cho nguyên màu này, lên cho nguyên là xanh đen này, xanh đen nhá, xanh đen và xanh biển nữa là hết, xanh đen xanh biển rồi đúng không, còn xanh đen nữa thôi là lên nó luôn cho chị em mình mã này. Rồi ok chị vỏ lên nè, chị Trần Minh có đơn cho chị Trần Minh nhá, áo LV phía sau là áo gì vậy bạn Thanh Ngô, nguyên một set chị ơi. À, vỏ lên có rồi, vỏ lên có đơn rồi, vỏ lên có đơn rồi nhá. Tiếp theo lên cho nhà Nguyên là một cái màu hoài xanh than, hoài xanh than lên cho nhà Nguyên nhá, còn rất là ít nên là Nguyên mới đem ra sale cái giá này đó, nên là chị em mình tranh thủ nè. Chị em mình nhìn cái hoài này đó, phần túi nè, phần túi là nó may hẳn luôn cho chị em mình, không phải may đắp như những cái mã thông thường, là nó sẽ may đắp lên luôn cho chị em mình những cái phần ngoài như thế này. Còn riêng cái này may cực kỳ xa luôn, bao luôn cho chị em mình, bỏ điện thoại, bỏ túi tiền các kiểu nhá. Lên giúp nguyên màu xanh nam xanh than. Rồi ok, em sẽ qua cái mã này. Rồi ok cho chị vỏ lên nè, ok cho chị Trần My nhá, vỏ lên chị Trần My. Đấy, mình sẽ ghi luôn cho nó nhanh, mai đi đơn cho nó nhanh, chứ mai mà soạn ra nữa rất là lâu, nên là chị em mình cố gắng chờ một tí xíu nhé. Đấy, Nguyên sẽ lên luôn chị mã LV phía sau là nguyên một set chị nhé, nguyên một set chị Thanh Ngô, một áo một quần sale là 139k một set, giống cái form áo như Nguyên đang mang này, form thì giống form áo như Nguyên đang mang nhá. Rồi ok, cái này cho chị vỏ lên nè. Đấy, quầy bao nhiêu, quầy 79k nhá, quầy 79k. À, rồi ok cho chị vỏ lên 79k. Đây là chị rồi ok chị Trần Minh có đơn nữa nè, vỏ lên nè 79k nè. Rồi mình sẽ qua nó luôn chị em mình mã này nhá. À, không chốt được cái máy, cái mã này mà chị em mình không tranh thủ thì phí lắm nhá, không tranh thủ thì phí lắm. Cái mã phía sau mình sẽ lên lại cho chị em mình xem được chưa. Mã phía sau là mình sẽ quay cái form dáng thì giống như là Nguyên mang đang mang một cái áo như thế này nhá. Nguyên một set vừa áo vừa quần, Nguyên sale luôn trên live luôn cho chị em mình là 139k, và sẽ có rất là nhiều họa tiết. Nãy giờ chị em nào chưa xem được cái set mà Nguyên đang mang thì cứ chấm lên cho nhà Nguyên, tại vì cái live trong hội mới vừa phát lại nhá. À, rồi ok cho chị Trần Minh nè, ok chị Trần Minh nhá, 79k nè. Đấy, được chưa? Áo chị đang mặc bao nhiêu? Chị Thanh Huyền, không phải là áo không mà là vừa áo vừa quần. Nguyên sẽ sale luôn cho chị em mình là 139k một set, bộ hai áo. Dạ, trịnh võ vừa một bộ luôn chị ơi nhá, một bộ luôn. Nguyên sẽ qua cặn là chị em mình chờ trên trang cá nhân, chờ một tí xíu nhé. Đấy, trên hội Nguyên mới phát thêm nên là đây, Nguyên sẽ qua cặn luôn cho chị em mình là một bộ chứ không phải là còn tầm 8 set thôi nhá. Tôi sẽ quay tặng lại cho những chị em nào trên hội, chị em mình trên trang cá nhân chờ một tí xíu nhá, chờ một tí xíu thôi nhá. Nguyên một set vừa áo vừa quần chị em mình, tôi sẽ quay cặn cái quần cho chị em mình xem nè. Đó, chị em nào thích cái màu nào thì lên luôn cho nhà Nguyên màu đó. Và một bộ này sẽ có giá sale trên line là 139k một bộ, được chưa? Nguyên một cái áo như thế này, hàng Umi xịn luôn cho chị em mình luôn, chắc rất là sướng. Chị Trịnh bỏ hàng Umi xịn luôn nhá, dài dặn mùa này chị em mình tranh thủ mua đi, tại vì không dễ gì Nguyên sale cái này là Nguyên sale lỗ nhá. Lên cho Nguyên nè, một set nào một áo như thế này và một quần như thế này, bản chung rất là to, form này dưới 57kg đổ lại là mang ok. Chị em mình nhìn co giãn cái độ co giãn của nó và rất là dài nhá. Phần dưới này là sẽ có phần bo chân như thế này. Đó, lên cho Nguyên dưới 57kg là mang ok. Lên cho Nguyên set LV nè, set LV nè. Đấy, set như Nguyên đang mang là lên cho Nguyên set báo nhé. Lên giúp Nguyên set báo 139k, chị em sẽ mua được nguyên một set vừa áo vừa quần lên cho nhà Nguyên nè. Đấy, Nguyên sẽ đọc lại từng cái họa tiết, chị em nào trên hội thích cái họa tiết nào thì cứ lên luôn cho nhà Nguyên họa tiết đó nhé. Tiếp theo là Nguyên sẽ có luôn một set DO nhé. Chị chốt đơn trên live với cái giá này thôi, kết thúc live Nguyên không chốt đơn giá này nữa nhé. Lên cho Nguyên set tiếp theo là set DO này, nguyên một áo một quần nhé. Đấy, một áo một quần,
Set tiếp theo cái màu này là set Burberry nè. Đấy, Burberry là ở ngoài đây nè, mới có vừa mới thay ra luôn cho chị em mình. Nãy giờ chị em mình đặt cái mã này rất là nhiều rồi. Rất là nhiều rồi nên là chị em mình tranh thủ nhé. 100 bao nhiêu? 139k một set chị ơi. Chị em mình nhìn kỹ luôn cho chồng nguyên chất nè. Không đi đâu chị em mình mua được cái mã này. Cái áo không cũng không có cái giá này rồi nhá. Rồi ok, chị bỏ lên một set LV. Chị vỏ lên một set LV còn rất ít nên là chị em mình tranh thủ nhé. Rồi ok, chị vỏ lên hình như là vừa rồi mới có đơn đúng không? Rồi ok, chị vỏ lên một set LV. Bình thường chị em mình phải mua một cái áo này. Một cái áo này chị em mình mua cũng người ta bán cũng tầm 180 một cái rồi nhá. Rồi ok, chị vỏ lên, có đơn của chị vỏ lên rồi nè. 139k chị ơi, một set luôn, một áo một quần nhá. Nên là chị em mình tranh thủ sale trên line này, sale cái line ngày hôm nay nãy giờ là gọi là sale lỗ đấy nhá. Nên là chị em mình phải nhanh tay thôi, nhanh tay mới có đơn nhá. Cái tiếp theo là một set Burberry này, Quân sẽ like nhanh thôi tại vì cái like này là mới phát thêm nhá, nên là like nhanh luôn cho chị em mình. Set tiếp theo là Burberry, một áo một quần, Quân chị dơ lên cho chị em xem cái áo thôi, còn cái quần thì nói ngang giống như nhau nên là Quân không lấy lên đây, đưa lên đây cho chị em mình lựa nhá. Đó, cái này lên cho Quân set Burberry nè. Set tiếp theo luôn cho nhà Quân là set Gucci như thế này nhá. Set Gucci và một set nữa là một set Mickey như thế này, sẽ mang thử cho chị em xem set Mickey nhá. Rồi ok, Quân sẽ qua luôn cho chị em mình áo gió, những chị em nào đang chờ áo gió chấm lên cho nhà Nguyên. Và Quân sẽ sale luôn trên like luôn cho chị em mình, duy nhất trên like thôi nhá. Chị em nào đang ưa áo gió cứ chấm lên cho nhà Nguyên được chưa. Quân sẽ mang thử luôn cho chị em anh nói một cái mã nữa này nữa nè, mã Mickey luôn cho nhà Nguyên nhá. Rồi Quân sẽ qua áo gió luôn cho chị em ngay đây. Đây là chị em mình thích cái gì cứ chấm lên cho nhà Nguyên nhá, thích cái gì cứ chấm lên. Đấy, còn đồ cho bé này, còn túi ví các kiểu còn rất là nhiều, nhưng mà chắc là phải lay dần thôi, lay dần thôi chứ còn không thể lay hết một lúc được nhá. Đây đây, còn một set nữa là set ra Mickey như thế này được chưa. Quân sẽ lên luôn cho chị em mình áo gió, những chị em nào đang nãy giờ đang chờ áo gió thì giờ sẽ lên áo gió luôn cho chị em mình. Và Quân sẽ sale luôn trên like luôn cho chị em mình được chưa. Sale luôn trên like luôn cho chồng mình luôn. Chỉ duy nhất trên cái like ngày hôm nay thôi, duy nhất trên cái like, chứ còn quay lại ngày mai cũng không sale cái giá này nữa được chưa. Chị Tuyết Hồ 57kg quay đầu chị ơi. Cái mã Quân đang mang là 57kg quay đầu. Này, Quân có là túi nè. Rồi ok cho chị à. Chị Thanh Huyền. Ok cho chị Thanh Huyền khác set Gucci nè. Đấy, chị em mình phải nhanh tay, lâu lâu mới theo như thế này thôi. Được chưa? 139k chị nhé. Rồi ok cho chị à. Chị Thanh Huyền. Sale lỗ mà cực khô hơi luôn. 139k. Nhá, Quân sẽ có túi nè, có dài này, có rất là nhiều mã, toàn bộ là hàng loại size. Chị em nào thích túi thì Quân sẽ lên túi nhé. Thích túi, thích dài Quân sẽ lên, vì hàng nhà Quân nhiều lắm. Nói chung là tổng hợp cái gì cũng có hết, giống như là bách hóa, giống như quầy bách hóa. Đây Quân sẽ lên nói luôn cho chị em mình những cái mã lên một ít áo gió luôn cho chị em mình được chưa. Và sẽ sale áo gió trên like với giá bao nhiêu? Với giá là 129k một chiếc nhé, 129k một chiếc. Và chị em mình mua từ 2 chiếc sẽ có giá là 239k cho 2 chiếc nhé. Quân sẽ lên nhanh một tí xíu thôi, lên nhanh áo gió một tí xíu. Nãy giờ chị em mình hỏi áo gió rất là nhiều để có thể là gom đơn đi luôn. Quân sẽ mang luôn cho chị em xem một cái màu vàng gừng trước nhé. Lên trước tiên luôn cho chị em mình một cái màu vàng gừng này. Một cái màu vàng gừng chị em mình lên nhanh tay luôn cho nhà Nguyên. Chị em mình muốn nhanh ý thì lên cho Nguyên cả cân nặng chiều cao, Nguyên sẽ chừa luôn cho nhà mình luôn nhá. Lên giúp Nguyên chiều cao cân nặng luôn, Nguyên sẽ chừa luôn cho nhà mình nhá. Sale luôn cho chị em mình 129k một chiếc được chưa. 129k một chiếc và chị em mình mua từ 2 chiếc sẽ có giá là 239k nhá. Chỉ duy nhất trên like ngày hôm nay thôi nên là chị em mình tranh thủ nhá. Chỉ duy nhất trên like ngày hôm nay hàng tất cả, nhắc lại luôn cho chị em mình, tất cả hàng nhà Nguyên đều là hàng có size nhá. Tất cả đều là hàng có size. Chị em nào từ 40 đến 65kg là yên tâm lên đơn nhá. Còn những chị em nào mà cao một tí xíu tầm 1m58 đến 1m60 là cứ nói sao cái này mà cái nhá. Từ 1m58 đến 1m60 thì đến 65kg còn mang ok nhá. Quân sẽ sale trên like cái mã này. Sale trên like cái mã này với giá là bao nhiêu? 129k một chiếc.
Từ chị em mình mua từ hai chiếc, Hương sẽ đi giá với giá là 239k được chưa? Giá này coi như tiên lai này Hương bán ngang như là giá sỉ nhá. Bản màu chờ một tí xíu Hương sẽ giới thiệu bản màu, Hương sẽ quay cận luôn cho chị em xem một lần nữa. Cái chất chất của nó như thế nào cho những chị em mà chưa bao giờ mua được hàng nhà nguyên, có thể là gom đơn đấy. Hương sẽ lên nhanh thôi tại vì nãy giờ chị em mình đã có đơn là báo là lên luôn ống gió để đi đơn luôn nhá. Đi luôn cái này được chưa? Hương sẽ quay cận luôn cho chị em mình. À, một cái màu cam, cái màu cam không phải là mã này chị em mình, để màu cam là một cái mã khác nhá. Đây chị em mình tia cái màu cam giỏi nhá. Màu cam là một cái mã khác, là một cái mã hàng vân, không phải là hàng trơn như thế này. Nguyên đang lên hàng trơn trước nhớ, nên là chị em mình thích hàng trơn thì cứ lên hàng trơn trước cho nhà Nguyên thôi. Lên hàng trơn luôn like tầm tiếng 10 rưỡi là Nguyên sẽ kết thúc like, nên là Nguyên sẽ nhận đơn trên like duy nhất trên like thôi, với giá 129k một áo nhá. Sẽ có 3 size luôn cho cả nhà mình lựa chọn này, size M, size L, size XL, vì foam hàng xuất nên là size M sẽ là size nhỏ nhất nhá. Size M, size L, size XL ngang cho những chị em là từ 40 đến 60 kg là yên tâm lên đơn luôn cho nhà Nguyên. Sẽ quay cận luôn cho chị em mình lớp trong của nó như thế nào nhá. Lớp trong của nó toàn bộ luôn cho nhà mình là một cái lắc lưới đồng màu như thế này được chưa? Nguyên sẽ có 7 màu luôn cho chị em mình lựa chọn. Chị em mình lên có thể là lên muốn nhanh lên trong nguyên cả chiều cao cân nặng luôn. Đó, bên nhà Nguyên sẽ trừ hàng luôn cho Nguyên, vì là những cái mã này chắc là về 1 đến 2 đợt nữa thôi là ngưng hàng Tết luôn, ngưng bán hàng Tết luôn, là chị em mùa này chị em mình chưa săn được thì nhanh tay nhá. Đấy, sale ngày hôm nay chỉ có 129k chị ơi, 129k một cái. Chị em mình mua hai cái sẽ có giá là bao nhiêu? Sẽ có giá là 239k, 239k cho hai cái được chưa? Tôi sẽ đọc cái bảng màu luôn cho chị em mình xem này. Đấy, nhìn kỹ luôn cho nhà Nguyên nhé. Sẽ có hai túi ngò lên cho nhà Nguyên nhé. Chị em lên mã này cứ lên luôn cho Nguyên là mã áo gió trơn, hoặc là lên cho Nguyên là mã 135 nhé. Bên nhà Nguyên sẽ từ hai cái là bên nhà Nguyên sẽ tự chủ động tính giá khác luôn cho chị em mình được chưa? Chị em mình nhìn kỹ nè. Tất cả chị em mình nhìn kỹ nhé. Hàng này có túi trong không? Chị Bring Huyền Nguyễn là có chị ơi, có thêm luôn cho nhà mình một túi trong như thế này được chưa? Hai túi ngòi và lên cho nhà mình thêm một túi trong nữa. Sale luôn trên like là 129k một cái hàng Uni, tát mát rõ ràng như thế này. Chị em nào chưa mua được cái mã hàng này thì nhanh tay nhé. Các thông số nó đã thể hiện hết trên phần cổ áo này. Đó, chống nắng, chống tia, chống nắng, chống nước luôn cho chị em mình, bao luôn cho chị em mình tết nước nhé. Đấy, Nguyên sẽ đọc cái bảng màu, chị em ưa cái màu nào thì lên nhanh tay luôn cho nhà Nguyên màu đó. Và chị chốt đơn trên like với giá này thôi nhé. Kết thúc like chị em mình nhắn tin qua cho nhà Nguyên, không chốt giá này nữa. Đây là chị em mình tranh thủ like nhanh thôi, like luôn, mang luôn tầm cho chị em mình tầm 1 đến 2 màu thôi nhé. Là Nguyên sẽ ngưng lên mã này để lên những cái mã lẻ sai còn lại được chưa? Nguyên sẽ ngưng luôn. Đấy, Nguyên sẽ đọc bảng màu luôn cho chị em mình xem nè. Đọc luôn bảng màu 129k chị nhé. 129k Nguyên sẽ có luôn cho cả nhà mình là một cái màu như Nguyên đang mang. Lên giúp Nguyên màu vàng gừng nhé. Sẽ có size, Nguyên nhắc lại là size từ 40 đến 60 là cái khoảng cân nặng an toàn nhất. Chị nào cao tầm 1m8 đến 1m60 là có thể là đến 65kg còn mang ok cái mã này luôn cho nhà Nguyên nhé. Mã này giống lên cái mã chủ đạo của nhà Nguyên rồi, vì là chị em mình mua rất là nhiều. Chị em mình mua phải nói là cực kỳ nhiều luôn chứ không phải là nhiều nhá, nên là Nguyên highlight cái mã này là như thế. Đó, chị em mình thích Nguyên like cái mã này tại vì đặt trên like bao giờ cũng có giá ok hơn là giá bình thường chị em mình inbox qua nhá. Nguyên sẽ đọc luôn cái bảng màu này. Màu đầu tiên Nguyên sẽ có như thế này là màu vàng gừng lên giúp Nguyên nhé. Màu thứ hai Nguyên sẽ có luôn cho cả nhà mình là màu xanh, màu hồng sen như thế này. Nguyên đang sang mang size M là size nhỏ nhất chị ơi nhá. Bảng chung này, những cái bảng bo như thế này là bảng bo nhỏ luôn cho nhà Nguyên được chưa? Rồi ok cho chị Thúy Mai cứ lên đơn những cái mã này, chị em mình cứ lên đơn, vì là bên nhà Nguyên sẽ gọi là chốt đơn riêng những mã này thì bên nhà Nguyên sẽ gọi là chốt đơn, nên là chị em mình cứ yên tâm cho, còn Nguyên sẽ không chừa nhá. Phí ship Đà Nẵng lên cho Nguyên là 15.000 nha chị Bring Huyền Nguyễn nhá, 15.000 đồng giá. Còn đi tỉnh lên cho Nguyên là 30 nhá. Màu tiếp theo Nguyên sẽ có luôn cho cả nhà mình là một cái màu hồng như thế này. Toàn bộ chị em mình nhận hàng trong những cái túi này như thế này cho Nguyên nhá. Đấy, màu tiếp theo Nguyên sẽ có luôn cho nhà mình là một cái màu đỏ đô lên cho nhà Nguyên nè. Chị em lên giúp Nguyên mã này là mã 135 kèm màu và lấy số điện thoại nhé. Bên nhà Nguyên từ hai cái, bên nhà Nguyên sẽ tính chủ động tính giá giảm luôn cho nhà mình nè. Tiếp theo Nguyên sẽ có màu đỏ đô, like nhanh cái mã này thôi nhá. Like nhanh còn dành thời gian để Nguyên sale luôn mấy cái mã còn lại Nguyên lại sai. Tiếp theo Nguyên sẽ có luôn cho cả nhà mình là một cái màu xanh, gọi là xanh ngọc nhá. Xanh ngọc lên cho nhà Nguyên nè. Và màu tiếp theo nữa Nguyên sẽ có luôn cho cả nhà mình là một cái màu xanh dương. Màu xanh dương này Nguyên còn rất là ít nhá, còn rất là ít cho cái màu xanh dương nhá. Màu Nguyên đang mang, đừng ghi màu Nguyên đang mang là em giúp Nguyên là màu vàng gừng đấy, xanh dương
hết rồi, còn màu xám nữa thôi, còn màu xám và màu xanh tím than nữa thôi là hết cái bảng màu này nhá. Đấy chị em mình tranh thủ lên nha, lên nhanh tay luôn cho nhà Nguyên này. Rồi ok cho chị Ngọc Huyền có đơn nhá. Ok chị em mình cứ lên đơn luôn cho Nguyên, riêng cái mã này thì Nguyên cứ có số điện thoại thì bên nhà Nguyên sẽ chủ động gọi là chốt đơn nhá, tại vì phải tư vấn size số các kiểu, còn riêng những cái mã hàng size thì size nó cố định rồi nhá, nên là sẽ không cần là phải tư vấn size. Nếu như chị em thích đi nhanh thì những cái mã sale lúc nãy giờ chị em mình cứ lên đơn, lên số điện thoại, lên thông tin là bên nhà Nguyên sẽ đi đơn luôn được chưa. Hai màu còn lại của nhà Nguyên là xanh than và màu xám nữa là Nguyên sẽ hết cái bảng màu này được chưa. Và Nguyên sẽ lên nó luôn cho chị em mình một mã nữa, mã sale nữa để coi sale cái gì. Rồi ok chị à, chị trao định là một cái xanh dư, à trao dư, à trao dinh không biết là tên gì nữa nhưng mà quen, nhưng mà đấy à, bỏ riêng ra nhá. Rồi ok cho chị Trang Thùy một cái vàng gừng nữa nhá. Ok chị Trang Thùy này, trao dinh có nhá. À, cho một cái xanh ngọc chị Bờ Rinh Huyền Nguyễn hình như là chưa có thông tin, lên cho Nguyên số điện thoại nhá, lên cho Nguyên số điện thoại nè đấy. Rồi ok cho chị Ái My nhá, chị em mình cứ lên đơn luôn cho Nguyên. Ok cái bảng màu chưa, chị em mình còn thích cái màu nào mà chưa được Nguyên thử thì cứ báo lên, Nguyên sẽ thử lên cho chị em xem một màu nữa, xong Nguyên sẽ chuyển qua mã khác sale luôn cho chị em mình nhá. Đó chị em mình phải lên nhanh tay luôn cho nhà Nguyên nè. Phía ship Đà Nẵng là 15, còn đi tỉnh là 30 đồng giá hết rồi nhá. Chị Bờ Rinh Huyền Nguyễn lên cho Nguyên số điện thoại đi, chị em nào không có số điện thoại là Nguyên không chốt đâu nhá. Nguyên sẽ lên luôn cho chị em mình một mã nữa, một cái mã lon của nhà Nguyên nhá, một cái mã lon của nhà Nguyên nhưng mà còn nó thực sự là còn rất là ít đó. Nãy giờ chị nào đang hỏi cái mã lon ấy nhá, ở quê chồng Nguyên á, trao dinh đi ở quê biết không. Được chưa? Mình sẽ lên luôn cho chị em mình một mã nữa là một mã lon nhưng mà còn rất là ít, được chưa? Còn rất là ít nên là mình cũng sale luôn trên live luôn cho chị em mình. Bình thường chị em mình phải mua một cái áo lon với giá là bao nhiêu, 180.000 một cái đúng không? Đấy, 180.000 một cái, mình sẽ sale luôn trên live luôn cho chị em mình cái mã hàng lon riêng chỉ duy nhất tối ngày hôm nay, được chưa? Duy nhất tối ngày hôm nay mình sẽ sale lên luôn cho chị em mình là 159k một cái áo lon nhá. Nguyên sẽ lên thử cho chị em mình một cái áo lon và Nguyên sẽ ngưng luôn cái mã này. Nguyên đang lên luôn cho chị em mình là 129k một cái chị nhá, 129k. Rồi ok cho chị Tuyết My có đơn nhá, áo gió 129 vàng gừng. Rồi ok cho chị Thanh Nguyễn có đơn cho chị Thanh Nguyễn nè, đỏ với xanh tím than. Chị Phạm Bảo Ngọc lên cho Nguyên số điện thoại nhá, như chị Phạm Bảo Ngọc là khách quen đúng không. Rồi ok Phạm Bảo Ngọc nhá. Đấy cứ có lên cho Nguyên cả thông tin để cho nó ok, có số điện thoại cho nó ok được chưa. Lên cho Nguyên mã này đấy chị em, lên xanh ngọc. Rồi ok Nguyên sẽ thử cho nhà mình xem một cái xanh ngọc nữa thôi là Nguyên sẽ ngưng luôn cái mã này nhá. Ngưng nhận đơn với giá 129k, Nguyên sẽ lai nhanh những cái mã áo gió còn mã lại sai rất là nhiều đó, nhưng mà nãy giờ toàn bộ chị em mình đấy đi chuyển qua một góc rồi. Bình thường Nguyên sẽ lai cái góc kia có treo mấy cái áo khoác, là lai cái gì chị em mình còn một hỏi áo khoác. Riêng Nguyên chuyển qua cái mã này chị em mình vẫn hỏi áo khoác, là chị em mình biết nhiễm áo khoác cái mức độ nào rồi nhá. Nguyên sẽ mang thử cho chị em một màu nữa, một màu nữa là một cái màu xanh ngọc nhá. Chị Thúy Trần Thu cho mình hai cái áo gió vàng. Rồi ok chị Thúy Trần Thu nhá. Thanh Huyền dồn đơn. Rồi ok chị nè đấy. Rồi ok cho chị Tuyết Minh có đơn, chị em mình chỉ cần lên cho Nguyên màu kèm số điện thoại nhá, mã 135 kèm màu kèm số điện thoại. Mình sẽ mang nó luôn cho chị em mình một màu nữa là một cái màu xanh ngọc nhá. Xong cái màu xanh ngọc mẫu khác đi chị. Rồi ok Thanh Nguyễn Nguyên sẽ mang đây nhá, mang thử từ từ chờ Nguyên mang một cái màu xanh ngọc cho chị kia xem đã. Rồi Nguyên sẽ lên luôn cho chị em mình cái mã hàng lon này, sale luôn cho chị em mình trên live được chưa. Với giá bao nhiêu nãy giờ nó bao nhiêu, 159k nhá. Nguyên sẽ lên luôn cho chị em mình một màu xanh ngọc nữa là Nguyên sẽ ngưng luôn cái mã này nhá, luôn cho chị em một cái màu xanh ngọc. À nãy Nguyên đang nói dở này, đang nói dở cái mẫu này đó, chị em mình phải mua những cái mã này. Thanh Ngô xem mỏ gió hằng vân, mẫu gió hằng vân á. Rồi ok Nguyên sẽ mang thử một cái màu xanh ngọc nữa thôi, Nguyên sẽ mang màu xanh ngọc của cái mã này được chưa. Nó cũng tương tự như, tại vì form giá nó cũng giống như là cái mã Nguyên đang mang thôi, chỉ khác ở các chất vải thôi nhá. Nguyên sẽ lên luôn cho chị em mình một cái mã hàng vân, sale luôn trên live cho chị em mình cái mã hàng vân tối ngày hôm nay là 165.000 nhá. Riêng cái mã hàng vân thì bình thường là Nguyên bán là 185.000 nhưng mà Nguyên sale luôn cho chị em mình trên live, coi mình sale vốn cho chị em hết. Thực sự những cái mã này Nguyên bán không có lời bao nhiêu hết nhá. Nguyên sale luôn cho chị em mình cái mã hàng vân. Riêng cái mã hàng vân thì chị Thanh Ngô để luôn cho Nguyên sẽ có thêm cho nhà mình, thứ nhất là xanh tha xanh rêu, thứ hai là màu vàng một cam và thứ ba là màu vàng gừng nhá. Áo gió nam còn không, có chị Trang Thu nhá, áo gió nam của nhà Nguyên này. Đấy, áo gió nam của nhà Nguyên đây, bao nhiêu còn bao nhiêu đây
nhá. Còn bộ áo gió nam thì nó sẽ ở trong những cái túi như thế này nhá. Chị em mình lên giúp Nguyên, những chị em nào đặt hàng lên luôn cho Nguyên cả số điện thoại. Chị em mình xem like cố gắng chấm lên cho nhà Nguyên xin một vài chấm tương tác nhé. Nguyên sẽ lên luôn cho chị em mình cái mã vân này, được chưa? Mã vân sẽ sale trên like 165.000. Chị em mình phải mua những cái mã vân này ở ngoài thị trường bao nhiêu thì tầm luôn cho chị em mình là 250 một cái đó. Chị em mình cái mã vân này chị em mình mua nhà Nguyên cực kỳ nhiều rồi, nhưng mà vì sao Nguyên sale? Vì là Nguyên không có hàng nữa, được chưa? Những cái mã này Nguyên không có hàng nữa, thực sự là không có hàng luôn cho cả nam và nữ. Riêng cái vải của hàng vân là sẽ không có nhé. Cũng kho nó vẫn ra một mã, cũng là mã hàng vân, nó rẻ hơn cái mã này tầm 25.000, nhưng mà vải của nó, chất của nó là chất bóng hơn, nên là Nguyên không ưa. Thực sự cái gì mà Nguyên không ưa là Nguyên không nhập thì Nguyên bán rồi, nên là nó bóng hơn. Và phần túi phía sau của nó là sẽ có một cái miếng đắp như thế này. Chị em có thể là tham khảo cái mã đó ngoài thị trường, nó rẻ. Cái mùa đầu là Nguyên bán thì cái mã đó nó rẻ tầm hơn 20-25.000 nhá. Mình sẽ lên tiếp tục luôn cho chị em mình cái mã hàng vân này, sale luôn cho chị em mình 165.000 nhá. Trên like này thôi, duy nhất trên like mới có cái mã này 165.000 nhá. Chỉ duy nhất trên like mới chốt cái mã này 165.000. Mình sẽ mang thử cho chị em mình xem, nó chỉ khác nhau ở cái chất vải thôi, là nó sẽ dài hơn và mềm hơn một tí xíu thôi, còn toàn bộ là nó như nhau. Mình sẽ mang luôn cho chị em xem một cái màu xanh ngọc nữa thôi, được chưa? Xanh ngọc luôn cho nhà Nguyên. À, gió nam bao nhiêu? Gió nam từ từ mình xem. Gió nam cũng sale trên like luôn cho chị em mình là bao nhiêu? 139k một cái cho áo gió nam nhá. Sẽ có size luôn cho chị em mình, chỉ sale duy nhất trên cái like ngày hôm nay, chứ còn ngày sau hôm sau chị em mình vào hỏi áo gió nam có còn giá đó là không nhá. Chỉ áp dụng trên cái like thôi nhá. Một cái mã nào muốn sale thì Nguyên chỉ áp dụng trên cái like ở đó nhá. Mỗi ngày Nguyên like sẽ có một cái mức giá khác nhau, không giống nhau, nên là chị em mình để ý nhá. Nguyên sẽ mang thử cho chị em xem một cái hàng vân của cái mã xanh ngọc, cái màu xanh ngọc nè. Đó, đây là cái mã hàng vân của nhà Nguyên, nó sẽ dài hơn, mềm hơn một tí xíu nhá. Dài hơn và mềm hơn một tí xíu thôi. Đấy. Mặt xanh dương cho coi thử Nguyên. Rồi ok, chờ mình tí xíu nhá. Mình sẽ mang xanh dương luôn cho chị em mình xem. Đây cái mã hàng vân, mình sẽ đọc luôn cái bảng màu của mã hàng vân xong, mình sẽ mang lại cái màu xanh dương cho mình xem một cái nữa nhá. Là mình sẽ ngưng luôn cái mã áo gió của nữ, và có tí xíu nữa có ba cái này nè. Còn ba cái duy nhất của cái mã hàng xước này nè, mình cũng sale luôn trên like luôn cho chị em mình nhá. Tí xíu còn ba cái duy nhất của cái mã hàng xước, mình cũng sale luôn trên like luôn cho chị em mình nhá. Chị em nào xem like ở đâu cố gắng chấm lên cho nhà Nguyên xin một vài chấm tương tác nhá. Đây, màu này Nguyên sẽ đọc sơ cái bảng màu của cái mã hàng vân nhá. Chỉ nhận đơn trên like với mức giá sale 165.000 nhá. Mình sẽ đọc luôn cái bảng màu này, và sẽ có 3 size luôn cho cả nhà mình lựa chọn, size M, size L, size XL. Form size của nó thì nó, chị em nào đã mua được cái mã hàng trơn rồi thì nó rộng hơn cái mã hàng trơn tầm 2kg nhá. Rộng hơn so với hàng trơn tầm 3kg nè. Màu đầu tiên của cái mã hàng vân mình sẽ có luôn cho cả nhà mình là một cái màu hồng này, là hồng đỗ, nó khác cái với hàng trơn là hồng sen nhá. Đây, hồng đỗ luôn cho nhà Nguyên nè. Màu thứ hai mình sẽ có luôn cho cả nhà mình là xanh than nhá. Xanh than là màu thứ hai. Và màu thứ ba nữa mình sẽ có luôn cho cả nhà mình là màu ghi. Màu ghi lên cho Nguyên nhá. Mã này là mã rồi ok cho chị Văn Huỳnh. Mã này lên giúp Nguyên mã 165 nhá. 165 nó cái form giá thì nó ngang giống như là cái form kia rồi. Tầm to hơn tầm 3kg, 2kg thôi. To hơn tầm 2kg nên là mang nó sẽ thoải mái hơn tí xíu nhá. Màu đầu tiên là xanh ngọc nè, màu thứ hai lên cho Nguyên là xanh than, và màu thứ ba là sẽ có là màu hồng đỗ, màu thứ tư sẽ có màu ghi, màu thứ năm sẽ có màu cam nhá. Màu cam lên cho nhà Nguyên nè, màu thứ sáu sẽ có luôn cho cả nhà mình là màu rêu nhá. Chị Trang Thu, chị lấy cái gì đó, chị Trang Thu lấy lên số điện thoại mà không thấy lên cái gì hết nhá. Màu rêu và màu nữa sẽ có luôn cho cả nhà mình 2, 4, 6 màu, 7 màu rồi, đủ bảng màu rồi. Và màu cuối cùng sẽ có luôn cho nhà mình là một cái màu vàng tươi, riêng chỉ có duy nhất cái mã này mới có ba cái màu này. Đấy, ba cái màu này là ba cái màu khác biệt nhất cho cái mã này, được chưa? Mã nào cũng sẽ nhận đơn với giá 165.000, được chưa? Chỉ duy nhất trên like thôi. Nhắc lại luôn cho chị em, những cái mức giá này là chỉ có trên like mới có cái giá này, kết thúc like không chốt giá này nữa, được chưa? Đấy, chị em nào thích cái mã này lên giúp Nguyên là mã 165. Đấy, mã 165 lên cho Nguyên kèm màu, bảng màu có 7 màu nhá. Cho em xem áo gió nam với Nguyễn Thị Thủy, áo gió nam á. Áo gió nam chờ mình tí xíu nữa nhá. Xong luôn cái mã này mình sẽ lên áo gió nam luôn cho chị em mình luôn. Đấy, chị Trần Tuyết Mai, ok chị Trần Tuyết Mai, mã này cứ lên luôn cho Nguyên mã 165 được chưa? Phí ship
phí ship đi tỉnh là 30 nhá, đồng giá 30 rồi. Lên cho Nguyên đúng 7 màu nhá. Màu kể cả màu như Nguyên đang mang mã này lên giúp Nguyên mã 165 nhá. Còn cái mã mà 129 là cái mã hàng trơn, chắc vải nó khác. Chắc vải nó khác nhá. Chị Trang Thu chị lên cái gì à, lấy cái gì mà Nguyên thấy chị lên số điện thoại đấy chị ơi. Nhá, không thấy chị lên cái gì hết. Rồi ok, Nguyên sẽ lên luôn mang thử luôn cho nhà mình xem một cái chị nào. Chị gì Châu nãy hả? Châu Vinh à. Châu Vinh, chị Châu Vinh là chị tên gì đó chị? Thấy nhắn tin biết mà không biết là tên gì luôn nhá. Cô sẽ mang luôn một cái mang nó một màu nữa là cái một màu, cái màu xanh dương này, màu xanh dương mà chị thích này đấy. Mẫu này với mẫu 135 khác hả Nguyên? Đúng rồi chị à, đúng rồi Trao Vinh nhá. Khác là khác chắc vải thôi, vải này là dạng vải trơn, vải này vải 129 là vải trơn, còn cái này là nó sẽ có hàng vân nhá. À, rồi ok cho chị Thanh Huyền cái 65 xanh à, 65 cái xanh ngọc rồi ok. À, nhầm từ từ, xanh ngọc 65kg, Nguyên xem còn không, tại vì 65kg hết xanh ngọc rồi chị ơi nhá. Hết xanh ngọc rồi, 65 hết xanh ngọc rồi chị Thanh Nguyễn nhá. À chị tên Châu, rồi ok nhá. Tiếp theo Nguyên sẽ lên này, thử luôn cho nhà mình xem một cái màu xanh dương của cái mã hàng trơn. Sau Nguyên sẽ lên luôn cho chị em mình một cái mã vân, à nhầm một cái mã hàng nam cho chị Nguyễn Thị Thủy nhá. Chị em nào thích cái màu nào, ưa cái màu nào thì cứ lên luôn cho nhà Nguyên nhá. Theo thứ tự theo yêu cầu sẽ lên trước rồi cho chị em đó nè. Tôi sẽ mang thử cho chị em xem một cái màu xanh dương nhé. Mã màu xanh dương này là mã 129, còn mã như Nguyên đang mang là mã 165 nhé. Chỉ cách trên like như thế này là Nguyên sale cực kỳ rẻ, nên là chị em mình nhanh tay luôn cho nhà Nguyên nhé. Lên nhanh tay luôn cho nhà Nguyên nào, Nguyên sẽ mang nó luôn cho chị em một cái màu xanh dương, một cái màu xanh dương xong. Nguyên sẽ lên luôn cho chị em mình một cái mã hàng nam và sale nốt ba cái còn lại của cái mã hàng xước của nhà Nguyên, là Nguyên sẽ ngưng luôn, ngưng nhận đơn cái áo cái mã này luôn đấy. Chị Nguyễn Thị Thủy để luôn cho nhà Nguyên lên luôn, mang thử luôn cho nhà mình xem một cái của nam này, mang thử cho nhà mình xem một cái của nam này, màu xanh dương đây cho nhá. Đấy màu xanh dương này đó, cái màu này trên trang cá nhân của Nguyên, trên bếp đấy, cái hình đại diện trên bếp là cái màu này mẫu đang mang này. Mẫu này cũng bán rất là chạy nhưng mà không có hàng thường xuyên, riêng cái mã này không có hàng thường xuyên nhá. Màu này đấy, hay là đứt hàng nhưng mà giờ nó cũng còn được một ít đó. Chị em nào thích cái màu này lên giúp Nguyên là màu này màu xanh dương hoặc là màu xanh nhạt, Nguyên hay gọi là hai xanh nhạt nhé đó. Thích cái mã này là mã 129k, lên cho Nguyên mã này là xanh nhạt, lên kèm luôn cho Nguyên số điện thoại. Chị chốt trên like với mức giá này thôi, kết thúc like không chốt giá này nữa nhé. Rồi ok, Nguyễn Thị Thủy sẽ cho mình xem một cái mẫu của nam đấy, Nguyên sẽ mang luôn cho nhà mình xem một cái của nam nhé. Đây cái form hàng của nam, riêng hàng nam thì có thể là tháo rời được phần mũ nhé. Hàng nam thì sẽ có size từ bao nhiêu, từ 50 đến 80kg là ok cho cái mã nam này. Ô cái này XL to quá, để Nguyên mang thử cho chị em xem một cái để cho chị em nhìn ra cái form dáng của nam như thế nào nhé. Đấy, hàng nam là hiện tại cũng chỉ còn hàng trơn thôi, không có hàng vân nhé. Theo luôn cho chị em mình trên like, hàng nam sẽ còn là bao nhiêu, 139k nhé, duy nhất trên like thôi. Đó, nhắc lại luôn cho chị em, một số chị em mình hay mua hàng của nhà Nguyên tí xíu này, nhắn tin qua cho nhà Nguyên, ừ lúc nãy thấy sale, thấy sale giá đó là giờ chị đặt không có cái giá đó nhá, chỉ sale trên like thôi, sale lấy tương tác trên like, tại vì là đấy không có thắc mắc gì hết, tại vì là Nguyên đã tối nay Nguyên đã tăng cường điện thoại like luôn cả lên trang cá nhân nữa đó, nên là giờ ở đâu chị em mình cũng đặt được hết, chị em mình xem like cũng đặt à, trên hội cũng đặt được, trên trang cá nhân cũng được và trên bếp của nhà Nguyên cũng đặt được đó, nên là chị em mình không phải thắc mắc cái gì sao tại sao like trên đó thì mình không đặt được nhá. Đó, Nguyên sẽ mang thử cho chị em xem một cái form hàng nam này. Form hàng nam Nguyên sẽ mang size M là size nhỏ nhất, sale luôn cho chị em mình trên like. Form hàng nam sale luôn cho chị em mình 139k một cái nhá, chỉ duy nhất trên like thôi, lâu lâu mới sale cái mã giá này chứ không bình thường không dễ gì sale cái giá này đâu, nên là chị em mình tranh thủ nè. Đây là cái form hàng nam nhá, đây chị gì Nguyễn Thị Thủy, những chị em nào nhắn tin cho nhà Nguyên ấy, vui lòng chắc là ngày mai bên nhà Nguyên sẽ chốt đơn nhá, Nguyên sẽ chốt tin nhắn luôn. Giờ không thể vì kết thúc file này Nguyên nghĩ là chắc là trễ rồi nên là không chốt tin nhắn ngay được, nên là chắc qua ngày mai bên nhà Nguyên sẽ chốt tin chốt lại tin nhắn luôn cho nhà mình luôn, nên là chị em mình thông cảm nhá. Đấy, đây là cái form hàng nam này chị Nguyễn Thị Thủy nhá. Đấy, form hàng nam rồi ok cho chị Yên Trương một cái màu xanh dương nhá. Nguyễn Thị Thủy sẽ đọc luôn cái bảng màu của nam, Nguyên đang mang form của nam nhá, nên là nó sẽ hơi rộng một tí xíu. Mang size M của nam sẽ có 3 size nhá. Nam cũng có size M, size L, size XL. Đó, và sẽ có bảng màu như thế nào, chị em thích màu nào lên nhanh tay luôn cho nhà Nguyên màu đó nhá. Màu Nguyên đang mang là màu xanh than là màu đầu tiên. Toàn bộ này Nguyên nói kỹ luôn cho chị em mình nè. Than nữ ấy là chị em mình sẽ nhận trong cái túi này, được chưa? Chị em mình đặt hàng nữ thì sẽ nhận được trong những cái túi tròn tròn như thế này. Còn ấy, hàng nam chị em mình sẽ nhận được hàng trong túi vuông nhé. Đấy, Nguyên cho xem hàng trước khi thanh toán.
mà có một cái trường hợp như thế này rất là ối âm luôn, trả hàng nhưng mà một cái lý do hết sức vô lý. Tại vì sao? Đặt hàng ấy, mở ra cái túi không giống trên line, bởi vì cái túi này là túi vuông đó. Nhận hàng khi mà xong, shipper gọi là cách từ chối với nhận hàng, đến lúc Nguyên nhắn tin qua hỏi vì sao đặt hàng mà không nhận hàng, cái túi nó không giống. Cái túi này là cái túi vuông, trong khi line là túi này, line là túi tròn mà sao gửi hàng là túi vuông đó. Chị em mình phải xem line, chị em mình phải nhìn kỹ, đúng không? Thà là nhận hàng không biết là lý do đó là chỉ là một cái cớ để từ chối nhận hàng, không thích nhận hàng hay là sao, nhưng mà nêu ra một cái lý do rất là vô lý. Còn thêm một cái này nữa, Quyên nói xong ấy, chị ta nói là trên line thấy cái bảng chung nó to, cái bảng chung này nó to giống như chị chụp xong cái hình cái áo của chị, bảng chung này nó to mà sao nhận cái bảng chung nhỏ như thế này, được chưa? Nhưng mà trước giờ chị em mình mua hàng nhà Nguyên có cái mã nào Nguyên like cái bảng chung to đâu, được chưa? Nên là chị em mình xem like, chị em mình phải để ý kỹ luôn cho nhà Nguyên nhé. Trường hợp muốn nói thật sự bom hàng nó không tích bằng cái mà nhận hàng không từ chối nhận hàng với những cái lý do vớ vẩn như đó, được chưa? Được chưa? Lên luôn cho Nguyên nè, hàng nam luôn cho Nguyên là 139 cao, sẽ đọc luôn cái bảng màu. Lai nhanh cái mã này thôi, lai nhanh một cái mã này xong Nguyên sẽ sale nốt ba cái còn lại của cái mã hàng xước, xong Nguyên sẽ ngưng cái like ở đây nhá. Nên là chị em mình tranh thủ cái like tối ngày hôm nay Nguyên sale rất là nhiều, nên là chị em mình tranh thủ đặt nhá. Màu đầu tiên sẽ có luôn cho ngày nhà mình là một cái màu xanh rêu. Màu thứ hai Nguyên sẽ có luôn cho của nam nè. Chị Nguyễn Thị Thủy đang hỏi của nam, để ý của nam luôn cho nhà Nguyên nhá. Đấy, Nguyên sẽ quay cận lên trên like chị em mình cho Nguyên cái chắc này. Hàng gió thì không bao giờ mà nó được dài luôn cho chị em mình, tại vì chắc gió là chị chắc phải dù chị em mình biết rồi, nhưng mà nói thêm luôn cho chị em mình lớp trong một cái lớp lưới nữa mà. Đó, trường hợp mà Nguyên like như thế nào đảm bảo chị em mình nhận hàng như thế. Còn những cái lý do mà không giống hình, không giống túi rồi, hết sức vô lý nhá. Trường hợp nó rộng chặt gì không nhận thì còn được nhá, chứ còn cái lý do mà không giống hình, là không giống like là điều hết sức vô lý nhá. Màu tiếp theo Nguyên sẽ có luôn cho nhà mình là xanh than như Nguyên đang mang này, màu rêu này, màu xám, và có thể màu đen, nhưng mà hiện tại màu đen chỉ còn size nhỏ là CM, được chưa? Ok, cái mã nam Nguyên sẽ sale luôn cho chị em mình trên like là 139 nha, 139 nè. Rồi ok cho chị Tiếp Trần của nam nhé. Ok, Nguyên sẽ mang mở ra, nóng quá, mang hai cái trong này nóng quá nhá. Rồi Nguyên sẽ lên luôn, nói luôn cho chị em mình một mã nữa, sale luôn cho chị em mình nốt ba cái này. Đó, chị em mình phải mua bình thường cái mã hàng xước nè, Nguyên bắt rất là chạy nhưng mà kho nó cứ ngưng dần, từ cái mã hàng xước xong cái qua cái mã hàng văn đã ngưng rồi nhá. Đây, cái mã hàng xước chị em mình thấy những cái mã này người ta đang bán với giá bao nhiêu, 250 một cái, không bao giờ nó điêu luôn nhá. Rồi ok chị Diệu Ngô, mã xanh riêng của nam, không bao giờ Nguyên nói điêu được cha. Người ta đang chạy quảng cáo cái này mà chị em mình mua tầm 20 cái mới có giá là 200.000 cho cái mã này. Chị em nhìn những cái túi như thế này, và hiện tại cái mã này bình thường bán rất là chạy, nhưng mà Nguyên hết hàng rồi, còn ba cái duy nhất, được chưa? Nguyên đang bán giá bình thường là bao nhiêu, hình như là 185.000, 185.000. Nguyên sẽ sale luôn cho chị em mình là 169k nhá, và sẽ có ba cái duy nhất như thế này. Nguyên nói thật sự chị em mình phải bình thường phải mua mua bình thường là mua sỉ giá bao nhiêu, mua bình thường mua sỉ là hình như là 15 cái mới có luôn cho chị em mình là 200.000, vì bình thường người ta bán lẻ ra là 250.000 một cái nhá. Còn vừa rồi là Nguyên có đổ, có bỏ sỉ ở dưới chợ gì ta, chợ bên Ngũ Hành Sơn, là chợ Bắc Mỹ An ấy, thì người ta cũng bán giống cái mã này, và chị đó là bà nhập từ chợ Cồn nhá, bán cái mã này nhưng mà chỉ có một lớp thôi, không có phải được hai lớp. Rồi ok chị Nguyễn Thị Tý, chỉ có một lớp ngồi như là cái, Nguyên sẽ mở ra cho chị em mình xem đấy, nên là nói rõ nó cặn luôn cho chị em mình biết. Chị bán một cái, chị em nếu như mà hai đi chợ Nguyễn An cũng có người ta đang bán cái mã này, nhưng mà chỉ có một lớp, bà chị kia bà bán ra là 220, được chưa? Chỉ có một lớp duy nhất dạng giống như một cái vải này thôi, chứ không có được hai lớp hàng nhà Nguyên, tất cả đều là hàng hai lớp nhá. Và dập luôn cho chị em mình logo luôn, cái mã này rất là xịn luôn nhá, cái dạng khóa kéo là dạng khóa kéo xin nhá. Đây, hàng này luôn, dập logo luôn cho chị em mình, tất cả như thế này. Form này nó sẽ rộng hơn cái form kia nhá, form này rộng hơn tất cả những cái form khác, nên là mang nó sẽ rộng hơn cho những chị em nào đến cái mã này đến 70kg còn mang cái mã này ok. Nhưng mà hiện tại Nguyên chỉ có hai màu, hai size, size M và size L thôi. Đấy, chị em mình lên nhanh tay luôn cho nhà Nguyên có ba con duy nhất, sale luôn cho chị em mình bao nhiêu nãy giờ nó sale bao nhiêu, 159k. Một màu duy nhất Nguyên sẽ mang thử cho chị em này. Đó, nó xịn luôn cho chị em mình, từ cái khóa kéo nó dập cả logo luôn như thế này luôn cho chị em mình. Và duy nhất luôn cho nhà mình là một cái CM và hai cái CL, nên là chị nào nhanh tay mới có nhá. Đấy, chị em nào nhanh tay mới có, còn cái này không có nữa, không về hàng nữa, chị em nhìn cặn luôn cho nhà Nguyên này.
Đó, toàn bộ lớp trong lót lưới luôn cho nhà mình nhé, không phải hàng một lớp. Nên là chị em mình để và riêng chỉ có duy nhất cái này. À, tâm trương áo có nam, Long Nam nguyên chưa về thêm chị ơi, Long Nam nguyên chưa về thêm, sẽ về thêm một đợt nữa nhé, sẽ về thêm một đợt, tại vì Long Nam nó mới vừa ra nên là nó dặn nó về lai rai nhé. Rồi ok, em sẽ mang thử cho chị em xem một cái này, xong con sẽ ngưng luôn cái like ở đây nhé. Nên là chị em mình tranh thủ lên đơn cái mã này luôn cho nhà Nguyên này, tranh thủ lên đơn cái mã này luôn giúp Nguyên nhé. Con sẽ mang thử cho chị em xem một cái màu xanh ngọc, một cái sa màu xanh ngọc xanh mờ nhá. Cái form này rất là đẹp luôn, riêng cái form này, cái áo này rất là đẹp, tại vì là vải của nó mềm nhất trong các mã nhá. Chị em nào thích những cái mã nào mềm gì như thế này lấy cái mã này. Đây tôi sẽ mang thử cho chị em xem một cái này. Đây riêng chỉ duy nhất cái mã này là có thể là của nữ là có thể tháo rời ra mũ thôi, còn những cái mã khác là mình không thể tháo rời phần mũ được nhá. Tay con sẽ mở quay gần luôn cho chị em mình xem và có ba cái duy nhất. Tay con chỉ chốt luôn cái mã này nữa thôi là con sẽ kết thúc cái like này. Được chưa? Đó chị em nhìn kỹ luôn cho nhà Nguyên này. Logo từ nó dập cái logo như thế này từ đến cái khóa kéo luôn. Tay bình thường mình bán cái mã này như là 185.000. Trên like này còn ba cái duy nhất, một cái size M và hai cái size L. Đó, lên cho Nguyên mã này là 159.000. Được chưa? Một màu duy nhất là màu như đương Nguyên đang mang này, con sẽ kéo tặng lên cho chị em mình xem được chưa? Và phần mũ là phần mũ tháo rời như thế này. Đó, phần mũ tháo rồi 169k chị nhá. Lên giúp nguyên mã này xanh ngọc 169k. Đó là con sẽ chốt đơn cái mã này, nhầm 159k. 159k thôi nhá. Đó chị em nào thích cái mã này lên nhanh tay luôn cho nhà Nguyên này. À, mờ bao nhiêu ký mặc vừa em. Cái mã này dưới 52 ký chị Yến Trương nhá. Mã này dưới 52 ký tại vì form này nó rộng hơn. Đó chị em mình thấy Nguyên mang size M nó còn rộng này thì là Nguyên muốn 8 ký nhá. Thì dưới 52 ký thì nên lấy size M nhá. Từ trên 52kg đổ lên đến tầm 58kg lấy cho Nguyên size L. Được chưa? Riêng cái form này nó rộng như thế. Đó, lên giúp Nguyên mã này là mã 159. Kèm luôn cho Nguyên là cân nặng luôn để Nguyên chừa. Vì hiện tại là có ba cái duy nhất thôi nhá. Ba cái duy nhất nè. Rồi ok cho chị Trần Huyền một cái size L nhá. Rồi ok cho chị Trần Huyền một cái size L. Những chị em nào này chốt cái mã này thì lên, cố gắng lên cho Nguyên cả thông tin đi. Tại vì còn mấy cái duy nhất là Nguyên sale rồi. Cái giờ mà lỡ ngày mai gọi không chốt đơn đã sale rồi, mà gọi chốt đơn không nghe máy mất công like lại một lần nữa, rất là tốn công của nhà Nguyên nhá. Nên là chị em mình có thể lên ngay thông tin Nguyên chừa, tại vì cái này không cần phải tư vấn sai. Nguyên nói là size L trên 52kg đến 58kg được chưa. Còn những chị em nào dưới 52kg lấy cho Nguyên size M, như thế là ok nhắc rồi. Ok chị Trần Huyền một cái nè. Đấy, còn một cái size L và một cái size M nữa là chị em nào Nguyên sẽ ngưng luôn cái like ở đây nhá. Ngưng luôn cái like ở đây, còn bao nhiêu những cái mã khác. Đấy, Nguyên sẽ like trong ngày mai nhá. Nguyên sẽ kết thúc cái like ở trên trên bé trước được chưa?